Này, có mua hay không? Lãng phí thời gian của bọn tôi, không mua thì biến. Tôi chỉ là không mang tiền, đợi một chút nữa cháu tôi sẽ mang đến. Bà già không có tiền mà còn dám mua đồ. Biến mau, biến đi. Làm gì vậy? Bà không sao chứ? Bà sao rồi? Không sao. Cảm ơn cháu. Cái anh này, anh đối xử như thế với người già à? Bánh trung thu của chúng tôi 2 vạn. Không phải người nghèo các người có thể ăn được đâu. Biến mau. 2 vạn? Các anh giáp vàng sao? Bà ơi, cháu chỉ là người bán hàng ven đường, không mua nổi bánh đắt vậy. Cơm cuộn này tặng bà. Tiểu cô nương, cháu là cháu dâu ta thì tốt rồi. Cảm ơn cháu nhé. Tiểu cô nương, cháu tên là gì? Chúng ta kết bạn WeChat đi, được ạ? Cháu tên Khương Vạn Vũ. Không còn sớm nữa bà ơi, cháu phải đi bày hàng rồi. Cái này bà từ từ ăn, cháu đi trước đi. Được, được. Cố phu nhân chào buổi chiều. Bà nội, bà lại đi lung tung rồi. Cố Tầm, sao cháu đến muộn thế? Cháu dâu đi mất tiêu rồi. Bà nội, cháu còn chưa kết hôn kia mà. Bà lấy đồ ra cháu dâu. Ta đi tìm cho cháu đó. Đi, giờ ta đưa cháu đi xem mắt. Đi. Vạn Vũ, cháu bày hàng ở đâu vậy? Bà muốn mua quần áo đó. Bà ơi, ai thèm để ý, ai thèm để ý bà lão đến bánh trung thu còn không mua nổi. Bà ơi, cháu ở quảng trường Nhân Dân. Bà qua đây, cháu chọn quần áo cho bà nhé. Khương Vạn Vũ, ba mẹ cô còn nợ tôi 18 vạn. Cô còn không trả tiền, tôi sẽ đi đào mộ ba mẹ cô đó. Anh cho tôi thêm 2 ngày nữa được không? Ba mẹ lúc đầu đầu tư bị lừa, mình bán nhà ở trung tâm mới trả hết. Giờ lấy đâu ra 18 vạn? Bà đến rồi ạ. Đây là quần áo mà cháu thiết kế, bà xem thích bộ nào, cháu tặng bà. Vạn Vũ, đồ cháu thiết kế đẹp thật đó. Cháu bày hàng ở đây uổng phí năng lực. Không uổng phí, là bàn thì ở đâu cũng sẽ phát sáng ạ. Đúng là lạc quan, thái độ này ta thích nè. Đây là cháu nội ta tên Cố Tầm, năm nay 28 tuổi. Nếu cháu vừa ý nó, ta làm chủ cho 2 đứa nha. Xin lỗi bà, hiện tại cháu không có ý định này. Vừa hay tao cũng không. Sính lễ 5 tỷ 5 biệt thự trong trung tâm, cháu muốn gì ta đều cho cháu được. Thật sao? Dạ đó. Bà nội từ nhỏ nghèo, sợ người khác coi thường, nên chém là chúng tôi có tiền. Tôi chỉ là người làm công ăn lương, lương tháng vài chục, không xe không nhà. Vạn Vũ, cháu đừng nghe nó nói nha. Bà có tiền, muốn bao nhiêu sính lễ cháu cứ nói, bà có hết. Vậy bà ơi, 18 vạn có được không ạ? À? Có phải nhiều quá được không? 8 vạn cũng được. Số còn lại cháu sẽ tự nghĩ cách. Đuôi hồ ly lòi ra rồi. Nhận tiền, nhận tiền trả lại cho đối phương. Hai đứa, ngày mai có thể đi đăng ký. Chưa đầy 2 tiếng, mình lại cùng một người lạ kết hôn chớp nhoáng. Kết hôn chỉ là kế tạm thời, mình phải cho bà nội thấy người phụ nữ này rất tâm cơ.
giấy kết hôn. Ta bảo quản giúp hai đứa, tránh hai đứa âm thầm ly hôn. Bà nội, ảnh này xấu quá, để cháu tự giữ đi. Xin lỗi. Ngại gì chứ, giờ hai đứa đã kết hôn rồi, cháu sợ nó cũng là hợp pháp thôi. Bà nội nói đúng. Tiểu Thầm, ta thấy cháu cũng thích Vạn Vũ. Ta và mấy bà bạn già đi uống trà chiều, cháu và Vạn Vũ bồi dưỡng tình cảm đi. Đừng hiểu lầm, vừa nãy chỉ là diễn cho bà nội xem, tránh để bà nghi ngờ. Tôi hiểu rồi. Đúng rồi, đây là thẻ của tôi. Cũng không có bao nhiêu, nhưng tôi sẽ tìm một công việc, về sau sẽ có lương. Tôi mỗi tháng sẽ gửi tiền vào thẻ, 18 vạn sính lễ, tôi sẽ trả từ từ. Lẽ nào mình hiểu nhầm cô ấy rồi sao? Có lẽ cô ấy không phải là người hám của. Không chừng là thả dây dài đi câu cá cũng nên. Không cần, cô cứ tự giữ đi. Anh ở đây làm gì vậy? Còn ngồi xe đắt tiền. Sao có thể chứ? Tôi chỉ là chụp ảnh với siêu xe thôi. Có thể chụp ảnh được sao? Chủ xe đồng ý à? Tất nhiên là có thể rồi. Vậy tôi cũng muốn chụp. Chụp xong rồi, chúng ta đi thôi. Anh đi đâu tôi chở đi. Không cùng đường. Anh còn không biết tôi đi đâu, sao biết không cùng đường? Vậy cô chở tôi đến cửa tàu điện đi. Được thôi. Lên xe đi. Được. Giữ chặt. Bye bye. Cố tổng, lịch trình hôm nay là đến quan sát công ty Thiết Phụng Tinh mới thu mua. Vừa hay hôm nay họ đang phỏng vấn nhà thiết kế mới. Đến xem phỏng vấn. Vâng. Đó không phải Lý Tâm Vi xuất thân gia đình nghệ thuật sao? Sao cô ấy cũng đến phỏng vấn vậy? Vậy không phải tôi hết cơ hội rồi à? Phụng Tinh không phải chỉ là một công ty nhỏ sao? Sao người phỏng vấn đông dữ vậy? Cô không biết hả? Phụng Tinh vừa được tập đoàn Long Vũ thu mua, nên giờ là lần phỏng vấn đầu sau thu mua. Nghe nói cố tổng cũng đến. Rất nhiều người đến vì cố tổng đó.
Nghe nói cố tổng rất đẹp trai, tài sản hàng trăm tỷ, đứng đầu bảng xếp hạng người giàu 3 năm liên tiếp. Nghe nói cố tổng rất khiêm tốn, không tiếp nhận phỏng vấn, chỉ có nhân viên cao cấp mới gặp được. Lần phỏng vấn này là cơ hội gặp cố tổng đó. Vậy cố tổng tên gì? Cái này cô cũng không biết à? Tổng tài tên Tầm. Yên lặng. Hoan nghênh đến phần tin phỏng vấn. Tôi là giám khảo chính của mọi người. Phỏng vấn cần phần trình diễn, lễ phục mà mọi người thiết kế. Còn nữa, tổng tài tập đoàn Long Vũ sẽ đến quan sát. Hy vọng mọi người sẽ biểu hiện thật tốt. Giờ tôi đưa mọi người đi thay đồ đây. Đi ra. Bạn đó là của tôi. Đây là bàn trang điểm chung mà. Cô muốn dùng cũng phải xếp hàng chứ. Tôi còn tưởng là ai. Hóa ra là học sinh nghèo trường chúng ta. Giờ còn đến phòng tin nhặt rác. Tôi đến đây phỏng vấn. Phòng tin tiêu chuẩn thấp thật đấy. Cô mà cũng xứng phỏng vấn cùng tôi sao? Đúng vậy. Bây giờ tiêu chuẩn của phòng tin thấp vậy đó. Thẩm mỹ kém thật. Tôi thẩm mỹ kém? Tôi là tiểu thư gia tộc thiết kế du học châu Âu vậy. Đồ nhà quê, cô hiểu cái gì chứ? Tôi có hiểu không, sẽ có người nghiệm chứng thôi. Không cần cô nói. Còn nghĩ phỏng vấn cơ à? Nói thẳng cho cô biết, chú của tôi là đồng sự của tập đoàn Long Vũ. Vị trí này sớm là của tôi rồi. Phỏng vấn chỉ là quy trình thôi. Tôi khuyên cô chủ động rút lui đi. Không cần biết chú cô là ai, tôi sẽ không rút lui đâu. Cố tổng, tôi đã sai người phát trực tiếp rồi. Ngài không cần qua đó nữa. Tiếp theo, mời Lý Tâm Vi, Khương Vạn Vũ lên trình diễn. Chuyện gì vậy? Sao hai bộ lễ phục lại giống hệt nhau như thế chứ? Bộ lễ phục này là mình bỏ tiền nhờ người thiết kế đồ của Khương Vạn Vũ. Sao có thể giống hệt được như vậy chứ? Chuyện gì vậy? Hai bộ lễ phục này sao mà giống hệt nhau thế? Chú của Lý Tâm Vi là đồng sự của tập đoàn Long Vũ. Mọi người biết xử lý thế nào rồi chứ? Tôi tuyên bố Khương Vạn Vũ sao chép. Không có bằng chứng, dựa vào đâu mà nói tôi sao chép chứ? Khương Vạn Vũ, trong hồ sơ của cô không có kinh nghiệm. Hạng mục kinh nghiệm còn ghi là bài hàng ven đường. Cô từng mặc lễ phục sao? Còn thiết kế, đúng là trò cười đấy. Nói gì đến lễ phục. Cô ta là người nghèo nổi tiếng của khoa mỹ thuật. Ngày nào cũng mặc đồ rách nát, đi nhặt rác cả người không quá 100. E rằng đến đồ lót cũng là chắp vá quá. Đúng là tôi chưa từng mặc lễ phục, nhưng tôi biết thiết kế. Anh thiết kế của bộ lễ phục này từng đăng lên mạng, nhất định là bị sao chép. Đồ trên mạng ai mà tin chứ? Cô nói là cô vẽ, tôi nói là tôi cũng được vậy. Đúng vậy, đồ trên mạng sao có thể làm bằng chứng? Lý tiểu thư là gia đình thiết kế, có thể thiết kế ra bộ này, khỏi cần bàn cãi. Đúng đó, một kẻ nhặt rác sao có thể làm ra bộ đồ cao quý như vậy chứ? Lý Tâm Vi, cô nói bộ đồ này do cô thiết kế, vậy bàn giấy của cô đâu? Tôi không mang. Không mang à? Không lẽ đây thực sự không phải Lý Tâm Vi thiết kế? Phỏng vấn chỉ nói trình diễn tác phẩm, không đem bàn giấy là chuyện thường tình. Cô ta không mang, còn tôi thì có. Bàn giấy này rất hoàn chỉnh, từng chi tiết đều có. Thực sự quá đẹp mà. Tôi dám nói, đây nhất định là tác phẩm tốt nhất đêm nay. Giỏi lắm Khương Vạn Vũ. Tôi nói sao bàn giấy của tôi lại biến mất, hóa ra là cô trộm à? Vừa ăn cắp vừa la làng.
Đây rõ ràng là tôi vẽ. Chủ nhiệm Tạ, người này trộm bản thiết kế của tôi. Tôi đề nghị phong sát cô ta đi. Gạch tên khỏi giới thiết kế. Dựa vào đâu mà phong sát tôi? Dựa vào tôi là Nguyên Lão Phồn Tinh, hội trưởng của Hiệp hội Thiết kế. Buổi phỏng vấn hôm nay phát trực tiếp. Giờ đây, mọi người đều biết cô là đồ ăn cắp. Để xem sau này còn công ty nào dám nhận cô. Nếu giới thiết kế đều sâu bọ như các người thì tôi đây cũng không làm. Các người nhớ lấy, hôm nay không phải Phồn Tinh từ chối tôi, mà là tôi từ chối Phồn Tinh. Đến ai là bạn gốc mà công ty còn không phân biệt được, sớm muộn cũng phá sản thôi. Đợi đã, mới đó đã muốn đi. Cô trộm đồ của tôi, có phải nên xin lỗi tôi không hả? Đúng đó, xin lỗi. Xin lỗi đi, xin lỗi. Đúng đó, mau biến đi. Dùng miệng vu khống, xem ra ta phải quản lý lại công ty. Bảo họ dừng ngay phát trực tiếp lại đi. Dạ vâng. Vừa thu mua đã phạm vào đại kỵ của cố tổng, xem ra đám giám khảo này tiêu đời rồi. Tôi không ăn cắp, tôi không xin lỗi. Bắt cô ta xin lỗi, để tôi ăn cắp được chứng thực. Không xin lỗi thì đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này. Ngăn cô ta lại đi. Xin lỗi đi. Cố tổng đến. Anh chính là cố tổng. Anh ta mới là cố tổng. Đúng, tôi là cố tổng. Suýt nữa tôi tưởng anh là tổng tài chứ. May là chưa lên tiếng. Xin lỗi cố tổng, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Có điều đã xử lý xong xuôi. Chỉ cần Khương Vãn Vũ xin lỗi là xong. Dùng mồm vu khống là cách cô xử lý à? Đây còn cần giám định sao? Lý tiểu thư xuất thân thế gia, Khương Vãn Vũ chỉ là học sinh nghèo. Không phải đã rõ như ban ngày sao? Gia đình thiết kế. Về Lý tiểu thư, cô nói xem bộ lễ phục này cảm hứng thiết kế là gì? Linh cảm của bộ lễ phục này đến từ châu Âu thời Trung Cổ. Bộ lễ phục này là kiểu một mảnh với kết cấu thắt đai. Cô nói là phong cách châu Âu. Cô tổng, Lý tiểu thư chắc là khẩn trương nên nói nhầm. Không tin ngài hỏi Khương Vãn Vũ, cô ta nhất định cũng không nói được gì. Ai bảo tôi không nói được gì? Linh cảm của bộ lễ phục này được lấy từ Lạc Thần Đồ. Phối màu là thủy mặc kiểu Trung, tạo cảm giác linh động của thần nữ. Còn có thể phù hợp với nhiều dáng người, thể hiện sự bao dung của văn hóa. Giám đốc Tạ, cô còn muốn bổ sung gì không? Cố tổng, tôi dù sao cũng là nguyên lão của Phồn Tinh. Cả không thể vừa thu mua công ty đã xử lý nhân viên cũ. Tiểu cố, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào? Cố tổng, nếu ngài để tôi nói thì tôi không khách khí nữa. Chủ nhiệm Tạ, cắt thưởng cuối năm, giảm 40% lương. Còn về người ăn cắp, hủy bỏ tư cách, cho vào danh sách đen của Long Vũ đi. Còn về Khương Vãn Vũ, phỏng vấn thông qua, tăng lương gấp đôi. Nghe thấy chưa? Còn không mau cút đi. Cố tổng, cố tổng. Thân phận của anh là gì thế? Sao được đi trước cố tổng vậy? Tôi là vệ sĩ của cố tổng, đi đằng trước. Ồ đúng rồi, tiểu cố ấy à, đi trước tôi rất có cảm giác an toàn. May mà hôm nay có anh, không ngờ anh là vệ sĩ của cố tổng. Cơ bắp này cảm giác cũng bình thường. Cố tổng, ngài nói ngài tài sản 100 tỷ, sao lại không có vệ sĩ được? Làm tốt vào. Làm tốt vệ sĩ của anh đi. À cái này, công ty chúng tôi, nhân viên mới đều có tiệc chào mừng. Cô có vừa ý nhà hàng nào không? Ngài hỏi tôi sao? Đúng vậy, bởi vì tôi là một tổng tài, rất quan tâm đến cấp dưới. Cho nên cô thích nhà hàng nào? Vậy chỗ bánh trung thu siêu hot gần đây, nhà hàng Mặc Vũ có được không? Tiểu cố,
dặn dò xuống dưới tiệc chào mừng lần này đặt ở nhà hàng đó. Nhớ đem theo người nhà. Được một hôm làm tổng tài, còn giúp được tổng tài và phu nhân. Mình đúng là thiên tài mà. Được dẫn theo người nhà, tôi đưa bà nội tới. Bà nội rất muốn ăn bánh trung thu ở đó. Bây giờ còn được ăn miễn phí nữa. Cô không dẫn tôi theo à? Dẫn anh theo làm gì? Tổng tài đi xa rồi, anh là vệ sĩ, sao không đi theo đi? Cẩn thận bị sa thải đó, đi đi đi. Bà nội, lần này được ăn bánh trung thu mà người muốn rồi. Vẫn là vân vũ của chúng ta hiếu thuận. Khương Vạn Vũ, không phải vì cô, tôi sẽ không bị trừ lương, thưởng cuối năm cũng không còn. Xem hôm nay tôi dạy dỗ cô như thế nào đây. Khương Vạn Vũ, sao cô còn đem một bà già tới? Chồng cô đâu? Công ty nói được dẫn theo người nhà, cũng không quy định là chồng. Bà nội của chồng tôi, sao lại không tính chứ? Ai mà không biết quy định đó ý chỉ là chồng chứ. Cô không dám dẫn chồng tới, chắc không phải do chồng cô quá nghèo, không dám để lộ đó chứ. Vạn Vũ, hóa ra hôm nay phải dẫn chồng theo sao? Để ta gọi cho nó, bảo nó qua đây ngay. Bà nội, tiểu tầm chúa, mau đến nhà hàng Mặc Vũ đi. Bà nội, bà nội, lập tức định vị vị trí của bà. Vâng. Bà lão này, còn dám gọi một người nữa đến. Công ty tụ họp không phải nhà bà đoàn viên đâu. Dám dẫn nhiều người thế đến, đúng là đồ mặt dày. Bà nội không sao chứ? Không sao. Cháu đừng lo, cháu trai ta sẽ lập tức qua đây. Cháu trai bà đến thì sao chứ? Làm cháu của tôi à? Các người đủ rồi. Bà nội hôm nay mà có chuyện gì, các người không xong đâu. Cô còn dám nói chuyện với tôi? Xem ra không dạy dỗ cô, cô không biết ai là cấp trên của mình rồi. Lên cho tôi. Các người muốn làm gì đây? Cháu trai ta đến rồi, không tha cho các người đâu. Không phải là thích ăn chực sao? Cho các người ăn no. Bà ơi, thuốc, trong túi có thuốc. Nghe thấy chưa, các người làm gì vậy? Trả thuốc lại cho tôi. Bà nội không uống thuốc sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Muốn lấy thuốc, bà ta phải quỳ xuống mới được, dập đầu 10 cái mới được. Nghe thấy chưa? Không, xin các người tha cho bà nội. Đừng mà, xin các người tha cho bà nội đi. Còn bao lâu nữa, mau lên. Còn một phút nữa là tới nhà hàng Mặc Vũ. Tha cho bà ta cũng được. Cô thể hiện chút thành ý đi. Hay là cô hãy dập đầu đi. Tôi làm. Đừng,
Vãn Vũ. Đừng. Vãn Vũ. Ai dám động đến họ? Cố tổng, ngài đến đây làm gì? Cô đưa bà đi nghỉ trước đi. Ở đây tôi xử lý được. Được. Ai cho cô gan dám động vào họ chứ? Cố tổng còn chưa lên tiếng. Cậu chỉ là một vị sĩ nhỏ bé dám chất vấn tôi sao? Cậu là cái thái gì? Cô chán sống rồi đúng không? Cô biết mình đắc tội với ai không? Chẳng qua cũng chỉ là một vệ sĩ thôi. Vệ sĩ thì sao chứ? Vệ sĩ cũng là cánh tay phải của tôi. Bắt nạt cậu ta chính là bắt nạt tôi. Dọn đồ, cút khỏi công ty ngay. Tiểu Cố, xử lý như vậy được chứ? Phong sát đi. Bất kỳ công ty nào hợp tác với tập đoàn Long Vũ đều không bao giờ được thuê cô ta. Tổng giám đốc, đừng nghe hắn nói, im miệng. Lôi đi. Cố tổng. Từ nay về sau, ai dám bắt nạt người nhà của cố tổng thì đây sẽ là kết cục. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, nghe rồi, nghe rồi. Xin lỗi, là do tôi không chăm sóc tốt cho bà. Cô không cần tự trách. Chuyện này không phải lỗi của cô. Bà ơi, bà thế nào rồi? Có chỗ nào còn khó chịu không? Bà không sao rồi. Các cháu trẻ đừng ở đây nữa. Có y tá rồi. Sao mà được? Bà, hay là bà chuyển về nhà cháu ở đi. Người lớn tuổi bị thương không phải chuyện nhỏ, phải chăm sóc kỹ càng mới được. Được. Vậy thì Tiểu Tâm cũng chuyển về cùng nhé. Không thể để Vãn Vũ một mình chăm sóc bà già này được. Chúng tôi sẽ đến nhà cô. Đúng rồi, nhà tôi tuy là nhỏ nhưng tôi có thể trải thảm, được cái nấu ăn tiện, có thể giúp bà nội tu dưỡng. Không cần. Bà nội không phải đã nói rồi sao? Bệnh viện có y tá. Còn y tá sao có thể bằng Vãn Vũ được? Bà ơi, nãy bà đâu có nói vậy. Tiểu Tâm, chắc không phải cháu muốn ở riêng với Vãn Vũ, không muốn ta làm phiền. Cháu không được bất hiếu như vậy. Cố Tâm, anh không nghĩ thế thật chứ? Không phải, sao có thể chứ? Không phải thì tốt, về dọn dẹp mau, con về nhà. Chúng ta mau tới nhà Vãn Vũ thôi nào. Vâng. Sao có mình anh thôi vậy? Bà nội chưa tới sao? Bà nói bà đang đi rồi. Ta tưởng đến nhà cô rồi chứ. Bà ơi, Tiểu Tâm, ta với mấy bà bạn già hẹn nhau đến viện dưỡng lão bên biển tu dưỡng. Cháu chăm sóc tốt cho Vãn Vũ nghe. Bà không tới nữa sao? Không ở nữa. Cháu và Tiểu Tâm bồi dưỡng tình cảm tốt đi. Tiểu Tâm, ta đã trả lại nhà của cháu. Giờ cháu mà đi là ngủ ngoài đường luôn đó. Bà nội tính kế mình. Bây giờ mình mà đi là lộ hết. Bà nội, bà thật là biết giúp cháu tiết kiệm mà. Đúng đó. Chuyện nên làm, ta có việc. Ta cúp máy đi. Nếu cô cảm thấy không tiện thì tôi sẽ nhờ cố tổng sắp xếp khách sạn cho. Sao chuyện gì cũng phiền cố tổng thế? Nhà tôi chỉ có một phòng. Anh làm việc vất vả, nhường anh đó. Tôi ngủ ở sofa. À đúng rồi, tôi lấy nước cho anh đây. Đúng là hơi nghèo, nhưng mà cô ấy cũng dọn nhà sạch sẽ. Là vợ chồng rồi,
hình như không nên khách sáo như vậy. Mình nhận sính lễ của họ, hình như phải làm đúng bổn phận người vợ chứ. Hơn nữa anh ấy cũng xem mình như vợ rồi. Nhưng mình còn chưa sẵn sàng, thuận theo tự nhiên vậy. Chết rồi, không phải anh ấy đang tắm chứ? Bình nước nóng hỏng rồi, chắc không bị giật chết chứ? Không được tắm. Chết rồi. Xin lỗi, tất cả là lỗi tại tôi. Bình nóng lạnh bị hỏng mà không nói với anh. Anh không sao chứ? Không sao. Nếu cô tiếp tục chạm thì có khi sẽ có sao đó. Xin lỗi. Dù sao thì nhà cũng mất điện rồi. Giờ tôi ra ngoài bày hàng, anh nghỉ ngơi sớm đi. Khuya dậy rồi mà còn đi bày hàng. Tôi đi cùng cô. Được. Cô bày hàng cả đêm như thế chỉ kiếm được hơn 100 có đáng không? Tất nhiên là đáng rồi. Đây là tiền ăn cả tuần đó. Chỉ cần bày hàng vài hôm nữa, cuối tuần chúng ta có thể ăn sườn. Chị không biết là có phải làm thêm không? Nếu phải làm thêm thì không có bày hàng được. Doanh nghiệp thuộc tập đoàn Long Vũ, làm thêm giờ lương gấp 3 lần. Tốt vậy sao? Tập đoàn Long Vũ là tập đoàn tốt nhất trên thế giới. Cố tổng là tổng giám đốc tuyệt vời nhất. Nên làm thôi. Tôi đang khen cố tổng mà, sao anh lại khách sáo thế? Cái xe này lên dốc có vẻ không mạnh lắm nhỉ? Cố Tầm, hay là anh xuống xe đi. Ai thế? Không thấy phía trước có người sao? Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cô, cái đồ nghèo nàn này. Dám đâm xe vào bạn trai của tôi. Mạng của hai người gộp lại cũng không đủ tiền đền đâu. Lý Tâm Vi, sao cô càng ngày càng không biết xấu hổ vậy? Rõ ràng là cô đâm xe vào tôi còn chưa bắt cô đền tiền. Cái xe ba bánh của cô thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Bạn trai tôi lái là chiếc BMW mới nhất đó. Nhìn vết xước này xem, 80 vạn tệ, không đưa thì đừng ai mong trời đi. 80 vạn tệ, sao không đi cướp luôn đi? Đòi tiền mà trơ trẽn thế này, tôi đúng là lần đầu thấy. Vợ, chúng ta đi thôi. Ê, đợi đã. Anh là chồng của Khương Vãn Vũ à? Sao? Tôi bảo mà, lúc phỏng vấn, sao cố tổng lại ưu ái cô như vậy? Tôi còn tưởng cô cặp kè với cố tổng, hóa ra là anh. Trời ơi, đúng là nồi nào úp vung nấy. Một người thích nhặt rác, một người đi làm vệ sĩ, đúng là cặp đôi hoàn hảo rồi. Vệ sĩ sao? Nghề nào cũng đáng được tôn trọng. Ngược lại, những kẻ hèn hạ như cô mới là đáng khinh đó. Cô... Bảo bối à, cô ta bắt nạt em. Bảo bối không sao đâu, có anh ở đây rồi. Đừng hòng đến em. Đồng hồ đây. Đây là đồng hồ Patek Philippe, bản giới hạn, nghe nói năm ngoái đấu giá ở nước ngoài, được bán với giá 50 triệu tệ. Chắc là đồ giả, mua ở ven đường. Nghèo đến như vậy mà còn dám mang ra để lòe thiên hạ. Đồ giả này trông còn khá thật đấy. Không có tiền giả bộ cái gì. Tôi đeo đồng hồ giả, đồ cô mặc là hàng thật à? Bộ đồ này của cô hàng thật thì cúc áo phải được khâu bằng chỉ vàng, còn áo của cô thì khâu bằng chỉ bông thông thường. Cô nói xem, cô cũng đang giả bộ đấy à? Bảo bối, anh ta có nói thật không? Sao có thể chứ? Một vệ sĩ quen thì làm sao mà biết được? Cậu còn không xứng làm chó giữa cửa nhà tôi. Các người ra ngoài sao không ăn nước súc miệng? Miệng hôi như vậy, không sợ ảnh hưởng đến người khác sao? Không có chút giáo dục nào cả. Chắc các người cũng chẳng quan tâm đâu. Tôi và bảo bối của tôi còn phải đi ăn ở nhà hàng Michelin. Chẳng hơi đâu đứng đây cãi nhau với các người. Đừng nói nhiều nữa, mau đền tiền đi. Lý Tâm Vi, mọi người đều là con người như nhau. Cô có gì mà cao quý hơn chứ? Bố mẹ chúng ta có thể giống nhau được sao? Bố mẹ tôi là người giàu có thuộc từng lớp thượng lưu. Còn bố mẹ cô chỉ là một lũ nghèo kiết xác, sống dưới đáy của xã hội. Làm chuột cống trong cống rãnh, cô có xứng để so với tôi không chứ? Bình tĩnh đi. Giận mấy kẻ như thế này không đáng đâu. Nào, đến đánh tôi đi.
Chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở 80 vạn đâu. 80 vạn có thể cho các người, nhưng các người sẽ chẳng vui mừng được lâu đâu. Đừng vội mừng sớm. Tôi thấy là các người đừng đắc ý quá. Đến số tiền này, các người sẽ phải hít gió Tây Bắc đó, hay đi lên núi đào rau dại mà ăn chứ gì. Sao tôi phải đền tiền? Rõ ràng các người sai mà. Dù không muốn đền, các người vẫn phải đền đấy. Các người không ra ngã tư Tây mà hỏi thăm về danh tiếng của tôi đi. Đắc tội với tôi ở hàng thành này chẳng sống được đâu. Hỏi thăm thế nào đây? Gã mập ở ngã tư Tây đó à? Cô nói ai là gã mập? Tiền tôi chuyển rồi, các người cút đi. Chúng ta đâu phải người sai, sao phải đền tiền chứ? Hơn nữa, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hãy cứ tin tôi, lát nữa tôi đảm bảo sẽ cho cô xem màn kịch hay. Hai người đang thì thầm cái gì vậy? Có phải định quỵt nợ không? Chuyện tiền bạc cô không cần lo, tôi sẽ giải quyết. Chúng ta không cần tốn thời gian và sức lực cho loại người này đâu. Thông báo từ Alipay. Coi như cô biết điều. Đây, tiền này sao lại là từ tập đoàn Long Vũ chuyển qua? Cái gì? Cô nói là tập đoàn Long Vũ nắm giữ mạch sống của nền kinh tế toàn cầu ấy hả? Tổng giám đốc của Long Vũ họ Cố. Anh cũng là họ Cố. Rốt cuộc anh là ai? Cô còn chưa xứng biết danh tính của tôi đâu. Cố Tâm, chuyện gì thế? Không sao, cô yên tâm đi, số tiền này đều là hợp pháp. Là tôi đã xin trước lương của Cố Tổng nên mới chuyển từ tài khoản tập đoàn qua. Trợ lý Châu, chuyện gì vậy? Sao lại dùng tài khoản của tập đoàn để chuyển tiền? Thì ra là vậy, tôi còn tưởng anh là nhân vật lớn nào. Một gái đẹp trai lại có thể tiếp cận được Cố Tổng, không phải là nhan sắc tím chứ hả? Câm miệng, được lợi rồi còn làm ra vẻ nữa. Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn dám xúc phạm chồng tôi như thế, tôi sẽ đánh chết anh. Đừng kích động. Tiền đã nhận rồi, mau cút đi. Khương Vạn Vũ, đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. 80 vạn này chỉ là tiền cho một bữa tối của tôi và bảo bối thôi. Suýt nữa lại quên mất, 80 vạn này hai người chắc tiết kiệm 10 năm nhỉ cũng không đủ. Đừng lãng phí thời gian với hai kẻ quê mùa này, đi thôi. Cố Tâm, anh không có khái niệm về tiền bạc à? 80 vạn nói cho là cho sao? Đừng tức giận, lát nữa tôi sẽ cho cô xem một màn kịch hay. Tám mươi vạn kiếm thế nào lại đi chứ? Đi nào, tôi sẽ cho cô xem màn kịch hay. Mau lên. Các người còn dám hỏi tôi có chuyện gì? Đây là chiếc Porsche mới nhất đấy, bị các người đâm thành thế này. Là chúng tôi đâm sao? Trên đường có hai chiếc xe, chẳng lẽ là tôi tự đâm? Mau đền tiền đi, không thì đừng có hòng đi đâu đó. Muốn bao nhiêu? 10 vạn đủ chưa? 10 vạn chỉ đủ cho người ăn xin thôi. Đây là chiếc Porsche nhập khẩu mới nhất, toàn thành phố Hàng chỉ có một chiếc. Các người nghĩ 10 vạn có đủ không? Vậy anh muốn bao nhiêu? 80 vạn đủ rồi chứ? 280 vạn. Mở miệng như sư tử vậy sao? Làm sao? Anh còn muốn đánh người à? Đánh tôi đi nè, hôm nay tôi không để yên đâu. Lý Tâm Vi, cô nói báo ứng có đến nhanh không chứ? Cô là người có tiền, không thể nào không đền được nhỉ? Tôi sao có thể không đền được? Mau đưa tiền cho hắn đi. Bảo bối, trong tay anh không có nhiều tiền mặt vậy. Hay là em ứng cho anh một ít? Cho người đó. Bảo bối đừng tức giận mà. Bảo bối, trời xanh có mắt, báo ứng đến thật nhanh đấy. Tối nay tôi có thể vui vẻ mà ăn mấy bát cơm nữa đấy. Đi thôi. Cô và Lý Tâm Vi có quan hệ gì vậy? Sao nhìn có vẻ như có thâm thù đại hận? Cô ta sao? Cô ta học cùng lớp với tôi ở đại học. Hồi đó cô ta thường xuyên đến tìm tôi làm thân. Tôi cứ tưởng cô ta là người tốt. À ngờ sau này tôi mới biết, cô ta chỉ muốn lợi dụng tôi,
lấy tác phẩm của tôi để đi lừa đảo khắp nơi. Vậy có phải cô rất ghét những kẻ đã lừa dối cô không? Đúng, tôi cực kỳ ghét. Bố mẹ tôi ngày đó cũng vì bị người ta lừa dối, công ty mới phá sản, mà cùng nhau nhảy lầu tự tử. Không sao đâu. Mà tự dưng anh hỏi chuyện này làm gì? Lẽ nào anh lừa tôi? Sao có thể? Tôi lừa cô làm gì? Vậy thì tốt. Tôi đã coi anh và bà nội như những người thân thiết nhất trong cuộc đời này của tôi rồi. Có lẽ tôi phải tiếp tục giấu giếm, không thể để cô ấy biết mình lừa cô ấy. Thôi nào, đừng ngẩn người nữa, ngủ sớm đi, bà còn phải đi làm nữa. Giúp tôi tắt đèn nhé, cảm ơn. Lý Tâm Vi, sao cô lại ở đây? Chú tôi là giám đốc tập đoàn Long Vũ, công ty thiết kế nhỏ bé này, muốn vào là tôi vào à? Đi cửa sau mà cô làm như vẻ vang quá, đúng là chỉ có cô thôi đó. Cô chỉ là không được ăn nho, nói nho chua thôi. Quan hệ này tôi có, cô có không? Tôi có năng lực, cô có không? Năng lực gì? Năng lực bán hàng rong chắc. Chắc mọi người không biết, Hương Vạn Vũ chỉ là một người bán hàng rong, ăn may mắn vào được công ty, mà đã tưởng mình là người quan trọng rồi. Mọi người vẫn nên làm việc đi, đừng gây rối trong công ty nữa. Sao? Cô sợ à? Nói cho các cô biết, tôi đã nhận được thư mời tham gia tiệc kỷ niệm của tập đoàn Long Vũ rồi. Ai muốn tham gia phải làm thế nào không cần tôi phải nói rõ nữa nhỉ? Nghe nói sẽ tổ chức tại Vân Tiêu Sơn Trang, khu biệt thự đắt nhất toàn cầu. Có thể thấy được rất nhiều đồ sưu tầm riêng mà mình bình thường không thấy. Lần này hình như sẽ trưng bày loại ngọc bích được một nhà sưu tầm bí ẩn thu thập. Nghe nói giá trị lên đến hàng trăm tỷ đó, chỉ có nhân viên chủ chốt mới được tham gia thôi. Chị Tâm Vi, có thể dẫn chúng tôi đi cùng không? Chỉ cần cô ngoan, đương nhiên là có thể. Thật sao? Tâm Vi, chị thật là xinh đẹp và tốt bụng, chẳng giống như Khương Vạn Vũ. Chắc ngay cả tiệc là gì cũng không biết. Các cô cứ việc nịnh nọt đi, đừng ảnh hưởng đến tôi vẽ thiết kế. Thích làm việc đến thế sao? Vậy tôi giúp cô một tay nhé. Những mẫu thêu này nếu cô thêu xong thì tôi sẽ tốt bụng dẫn cô vào để mở mang tầm mắt. Công việc của cô không liên quan gì đến tôi cả. Đây là tiệc mà cô nói, tôi không có hứng thú để cho người như cô dẫn tôi vào. Chỉ là một người bán hàng rong sao mà tự phụ như vậy ra vẻ ta đây? Đúng vậy, cô có tin không, chú Tâm Vi lên tiếng, cô sẽ ngay lập tức bị đuổi khỏi công ty đó. Để mặc từng là bạn học, tôi sẽ không để cô thất nghiệp đâu. Nhưng còn chồng cô thì sao? Ý cô là gì? Chồng cô là vệ sĩ bên cạnh tổng giám đốc đúng không? Chú tôi ấy à, là tổng giám đốc, muốn thay một vệ sĩ thì dễ như ăn bánh gì đó. Mối thù giữa tôi và cô, đừng liên lụy người khác vào. Tôi biết ngay cô nghĩ giống tôi, cho nên xem cô biểu hiện thế nào. Đi đây. Làm lại từ đâu? Sao lại gọi cho tôi vào giờ này? Có phải là nhớ tôi không? Vừa rồi còn nhíu mày, thấy điện thoại của phu nhân mà cười rồi. Có vẻ như cố tổng thực sự thích phu nhân rồi. Sao vậy? Tối nay tôi tăng ca, không cần đợi tôi đâu, về trước đi. Trong tủ lạnh có cơm tôi nấu sẵn, có thể hâm nóng lên để ăn nhé. Tôi còn có việc, cúp máy đi. Tăng ca gấp 3 lương, quy định này có phải làm cô ấy lầm tưởng rồi không? Chỉ có cần hủy quy định này đi. Không thể hủy, phải để cho cô ấy kiếm tiền chứ. Gọi điện cho Tiên Vân Cư đặt món, tôi sẽ mang đến cho cô ấy sau. Vâng. Sao anh lại đến đây? Sợ cô đói đó. Tôi không đói. Nhưng đến ăn đi. Tiên Vân Cứ là nhà hàng có giá trung bình 1 triệu tệ đấy.
Cố Tầm. Chắc không phải anh... Không phải, tôi không phải vệ sĩ của Cố Tổng sao? Để đảm bảo an toàn cho Cố Tổng, thỉnh thoảng phải thử thức ăn xem có độc không mà. Tất cả những thứ này đều là do giám đốc ban thưởng. Làm giám đốc thực không dễ dàng, còn phải lo lắng thức ăn có độc không nữa. May mà chúng ta chỉ là người thường. Ngon quá, tôi cũng muốn thử thức ăn. Đồ ngốc, cô nhận gấp ba lương rồi, còn thử gì nữa chứ? Hôm nay tôi tăng ca, không có gấp ba lương. Nhiều như vậy, tại sao không thể xin tăng ca? Mấy thứ này đều là do đồng nghiệp vứt vào cho tôi. Bọn họ muốn đi tham dự tiệc cuối năm của tập đoàn nên đã đẩy hết công việc cho tôi. Anh biết tiệc cuối năm của tập đoàn chứ, đương nhiên rồi. Sao thế? Cô cũng muốn đi hả? Có nhà thiết kế nào không muốn đi xem mọi người mặc gì trong bữa tiệc? Nhưng nghĩ lại thì thôi, nhà ta không có điều kiện, anh ấy cũng không đủ tư cách để tham gia tiệc đâu. Tại sao lại vì bữa tiệc mà để cô làm nhiều việc như thế? Nhân viên bình thường không thể đi được, nhưng Lý Tâm Vi có thể đi, vì chú của cô ấy là giám đốc của tập đoàn, nên họ cùng nhau cô lập tôi. Anh định làm gì? Tôi đi tính sổ họ. Bỏ đi, đều là những người lao động mưu sinh thôi, đừng vì chuyện này mà tức giận, không đáng đâu. Hơn nữa cũng không biết chú của ấy là ai. Thế này đi, nghe lời tôi, cô nghỉ ngơi đi, những thứ này cứ để cho tôi. Anh được không? Dĩ nhiên rồi, dù tôi là vệ sĩ nhưng tôi đã đi theo Cố Tổng nhiều năm rồi, mọi việc lớn nhỏ tôi đều có kinh nghiệm, chuyện thêu thùa tôi làm được. Được, vậy anh cứ thử đi. Xong rồi, đi thôi. Nhanh vậy sao? Tác phẩm của thần ban ngày mới được xem, gọi là tái kiến Nhật. Nhanh về nhà đi. Trời ơi, không biết ngủ sao đây. Nhìn đủ chưa? Có cần lại gần xem không? Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi tối nay chúng ta có thể ngủ cùng nhau không? Không phải, tôi không có ý đó. Tôi muốn nói buổi tối chúng ta có thể ngủ chung một giường không? Tôi đang nói cái gì vậy trời? Tôi muốn nói trần nhà bị dột, sofa ướt rồi. Chúng ta là vợ chồng, ngủ chung một giường là hợp pháp. Cô nằm đi, tôi tắt đèn. Tôi chỉ là sofa ướt nên không thể nằm thôi. Anh có nghe thấy không? Sao vậy? Anh lại gần dậy làm gì? Không nghe thấy. Nói lại đi. Không nói nữa. Đi ngủ. Anh làm gì? Cô nói xem. Tôi chỉ là ngủ tạm. Không có ý gì khác đâu. Cô tưởng là tôi có ý gì? Vậy anh có ý gì? Tôi nóng. Đừng động đậy. Để các cô làm hẳn hoi, các cô lại làm như thế này đây. Làm thế nào sao vậy? Khương Vãn Vũ cô. Tôi cái gì? Đây là sản phẩm của mọi người. Ý của cô, sản phẩm các cô nhờ tôi theo. Cô nói linh tinh cái gì vậy chứ? Đủ rồi, các cô hủy bỏ tư cách bình chọn ưu tú, cắt 3 tháng lương. Quản lý, thiết kế của Tiểu Khương không tồi, khách hàng vừa ý, vị trí chủ quản của chúng ta không phải vẫn đang trống sao? Sau này Tiểu Khương sẽ đảm nhiệm vị trí đó. Đây là thiệp mời tiệc cuối năm của công ty, làm phần thưởng cho biểu hiện lần này của cô đấy. Cảm ơn quản lý.
Mọi người học tập Tiểu Khương, không được kéo bè kết phái ở văn phòng, đặt trọng tâm vào trong công việc. Rõ chưa? Rồi ạ. Cô muốn làm gì mau trả cho tôi. Đừng vội, tôi sẽ trả ngay. Cô làm gì? Cô làm cái gì vậy chứ? Tôi khó lắm mới lấy được thiệp. Sao nào? Cô cảm thấy mình có thể giống như lọ lem gặp được hoàng tử tại yến tiệc sao? Đừng mơ nữa. Hiện thực cô 100 tệ còn không có. Cô đến một bộ lễ phục còn không có. Cô lấy gì để tham gia yến tiệc? Hãy ở yên trong cái cống của cô đi. Con dâu của ta không ngờ gặp được con, thật là xinh đẹp quá. Mẹ, sao mẹ đến không nói trước với con một tiếng? Đây là mẹ tôi. Cháu chào dì. Sao gọi là dì? Gọi mẹ đi. Mẹ. Tiểu tử thối, nói trước cho con thì còn gì là bất ngờ nữa. Vạn Vũ xinh đẹp thế này sao không nói trước cho mẹ biết? Con nhìn vóc dáng và khí chất này thật thu hút, có đúng không? Đúng không? Mẹ ơi, mẹ cũng rất đẹp. Mẹ là đại tiên nữ. Đúng rồi, cái này là mẹ mua từ nước Anh. Vòng tay ngọc lục bảo xanh, đeo lên tay các cô gái trẻ như con mới đẹp. Con xem có đẹp không nè. Mẹ, cái này quý giá quá, con không thể nhận. Con nhất định phải nhận. Còn nữa, chờ một chút nha. Những cái này chỉ là một phần thôi. Lễ phục mẹ đã nhờ nhà thiết kế của Hoàng gia Anh thiết kế riêng cho con. Còn có dây chuyền và trang sức nữa. Tất cả đều là mẹ mua từ nước ngoài. Con thích cái gì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ để ý cho con sau. Nhà anh giàu có như vậy đều là hàng giả thôi. Mẹ tôi thích xem phim ngắn, lúc nào cũng học theo những cảnh trong đó, đúng không mẹ? Nếu mẹ làm quấy sợ chạy mất thì biết phải làm sao đây chứ. Đúng vậy. Vậy mấy vệ sĩ lúc nãy là đồng nghiệp của tôi. Trong ngành này mà, họ đều rất nhiệt tình, nên đã giúp mẹ tôi lên đây đó. Phản Vũ à, con cứ nhận đi, đây là tâm ý của mẹ mà. Cảm ơn mẹ, nhưng con là một nhân viên văn phòng, con không cần những thứ này. Không phải sắp tham gia tiệc sao? Tôi còn chưa nói anh đã biết rồi sao? Tôi còn chưa nói mà anh đã biết rồi sao? Tôi không phải là vệ sĩ riêng của tổng tài sao hả? Những gì cố tổng sắp xếp tôi đều biết cả. Ồ, hóa ra là vậy. Nhưng giờ tôi đã không thể đi được nữa. Sao vậy? Thư của tôi bị xé rồi. Là ai dám bắt nạt con dâu ta? Mẹ, mẹ đừng dọa cô ấy nữa mà. Vạn Vũ à, sau này ai bắt nạt con, con hãy nói cho mẹ biết. Cho dù là cố tầm cũng không được. Mẹ, mẹ yên tâm, con cũng không dám bắt nạt. Cho cô. Sao anh cũng có phúc lợi của vệ sĩ? Vậy anh cho tôi, anh đi thế nào? Không cần lo, nó có thể quét mặt. Quét mặt? Tôi có thể mặc giày, hỏi cố tổng thêm là được. Có ổn không vậy? Chắc chắn ổn. Nhưng mà cho dù có thiệp mời, con cũng không có lễ phục và trang sức. Không đi thì hơn. Thiệp này con không nhận. Sao con lại không có? Những thứ này không phải của con sao? Nhưng những thứ này không phải đồ giả sao? Cô cứ tin mắt mẹ tôi đi. Mẹ tôi dù mua đồ giả cũng giống hệt đồ thật, người khác nhìn không ra. Nhưng con là nhà thiết kế, không thể mặc đồ giả được. Chuyện lễ phục thì con có thể xử lý đó, tự thiết kế được. Nhưng trang sức... Nào, cái này là của hồi môn của mẹ, không đáng bao nhiêu cả, nhưng là đồ thật. Con đem đi dự tiệc vậy.
Mẹ, đồ này quý giá quá, con không nhận được. Có thể, sao lại không thể? Vạn Vũ, chúng ta đều là một gia đình rồi, còn gì phải ngại chứ? Nhận đi. Vậy thì cảm ơn mẹ. Cảm ơn gì chứ? Nào, để mẹ giúp con đeo vào nhé. Không hổ là tiệc thường niên của tập đoàn Long Vũ, thuê cả khu nghỉ dưỡng Vân Tiêu Sơn Trang nổi tiếng toàn cầu. Lần này còn có lối đi vàng nữa. Nghe nói chỉ có những người có giá trị tài sản hàng trăm tỷ mới được qua lối đó. Chắc cô không biết điều này nhỉ? Khu nghỉ dưỡng này cũng thuộc về tập đoàn Long Vũ đó. Nghe nói thảm cỏ ở đây có giá lên tới 10 vạn một mét vuông. May nhờ có Tâm Vi dẫn chúng ta đến đây, chúng ta mới có cơ hội được thấy cảnh tượng như vậy. Việc nhỏ thôi, chúng ta vào thôi. Đi thôi. Đây không phải là Khương Vãn Vũ sao? Sao cô ta lại đến đây? Cảm ơn tài xế, phiền anh quá. Có phải là quá vô trương không? Tôi vẫn nên che đi một chút. Ôi, tôi tưởng là ai? Sao? Muốn lén lút vào phòng tiệc à? Không thấy tôi đi vào một cách chính đáng sao hả? Nếu không cần mắt thì cứ tháo ra. Quang minh chính đại, cô có thư mời không? Không liên quan gì đến cô. Bảo vệ, cô ta muốn tự ý xông vào. Cuối cùng, không có thư mời thì không được vào đâu. Nếu cô muốn cố tình, phòng an ninh hoan nghênh cô đó. Nghe thấy chưa? Nhanh chóng quay đầu đi. Nếu mà phải vào phòng an ninh, ai nói tôi không có thư mời chứ? Ai nói tôi không có thư mời? Đây là thiệp mời cao cấp. Có vẻ như vị nữ khách này không phải dạng vừa, mình không thể đắc tội. Khương Vãn Vũ, cô thực sự nghĩ chúng tôi dễ bị lừa sao? Thiệp mời của cô khác biệt hẳn so với chúng tôi. Của chúng tôi đều có màu xanh, còn của cô là màu đỏ. Đúng vậy. Cô điên rồi hả? Bảo an, còn không mau đuổi cô ta ra ngoài đi. Quý cô, mời vào bên trong. Không phải chứ. Bảo vệ này, anh có bị mù không vậy? Để cho một người bán hàng trông như cô ta vào đường này, cô ta xứng à? Cô ấy cầm thiệp mời cao cấp, còn các người chỉ có thiệp mời bình thường thôi à? Nếu cô ấy không xứng thì các người càng không. Anh, nhanh vậy? Tôi sẽ đi vào phòng nghỉ trước. Cố tổng, Khương Vãn Vũ, đây không phải là buổi tiệc bình thường. Cô mặc toàn đồ nhái mà không thấy ngượng sao? Cô lại phát điên gì nữa đây? Làm nghề thiết kế thời trang như tôi, mặc đồ do chính mình thiết kế để tham gia tiệc, có gì đáng xấu hổ? Quả nhiên là đứa nghèo không mua nổi hàng hiệu mà. Trong buổi tiệc thế này, tôi không muốn cãi nhau với cô. Kính thưa quý vị khách quý, xin lỗi thông báo với mọi người, đôi bông tai ngọc phỉ thúy dự định trưng bày đã bị hủy bỏ rồi. Lý do cá nhân của nhà sưu tầm, sao lại vậy được? Triển lãm được mong chờ nhất trong buổi tiệc lần này chính là đôi bông tai ngọc phỉ thúy. Nghe nói được một nhà sưu tầm bí ẩn gìn giữ hàng chục năm rồi. Ngay cả bảo tàng cũng không thể mượn được, có vẻ như lần này không thể xem được rồi. Sao lại không xem được? Đôi bông tai ngọc phỉ thúy đã được gia đình tôi mua từ tay nhà sưu tầm đó rồi. Cái gì? Tâm Vi, ý cô là đôi bông tai ngọc phỉ thúy trị giá 15 tỷ đó đã bị gia đình cô mua mất rồi sao? Đúng vậy đó. May mà ba tôi là người phụ trách triển lãm, đã biết trước rằng nhà sưu tầm này sẽ không cho mượn đôi bông tai này, không kịp nhờ nhà máy làm gấp đôi bông tai này rồi. Không hổ danh là Tâm Vi, gia đình cô lại có khả năng mua được đôi bông tai đó. Cũng chỉ có Tâm Vi mới xứng đáng đeo đôi bông tai như vậy. Có điều, không biết chúng ta có cơ hội được nhìn thấy đôi bông tai này không nhỉ? Đúng vậy, nếu các cô đã muốn xem, vậy sẽ cho các cô xem.
đôi bông tai này vậy? Vậy thì sẽ để cho các cô xem đôi bông tai ngọc phỉ thúy này. Đây chính là đôi bông tai ngọc phỉ thúy trị giá 15 tỷ đây. Sao lại có thể như vậy? Đôi bông tai này sao giống hệt cái mẹ tặng mình vậy? Đúng là đôi bông tai ngọc phỉ thúy rồi. Trời ơi, lần này thật đáng giá. Tâm Vi, nhà cô thật sự giàu có quá. Bông tai 15 tỷ nói mua là mua. Khương Vạn Vũ, cô đi đâu? Ghen tị à? Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi có nghĩ nhiều hay không? Mọi người đều thấy cả. Tôi không nhìn nhầm chứ? Đôi bông tai của cô ta cũng là ngọc phỉ thúy mà lại giống hệt. Lẽ nào đôi bông tai này có hai cặp? Không thể nào. Ngọc phỉ thúy hiếm có, phỉ thúy càng hiếm hơn. Đôi bông tai ngọc phỉ thúy này toàn thế giới chỉ có một cặp, trong đó nhất định là có một cặp giả rồi. Khương Vạn Vũ à, tôi biết đó là cô thích khoe khoang, nhưng không ngờ cô lại vô liêm sỉ đeo hàng giả. Việc bông tai của tôi có phải hàng giả hay không, bông tai của cô chắc chắn là hàng giả. Đá phỉ thúy của cô có ánh sáng như sáp, rìa có ánh sáng xanh tím nhạt, nhìn một cái biết là hàng giả được lấp đầy bằng chất dẻo hữu cơ. Cô ta nói cũng đúng. Nhà tôi chuyên bán trang sức mà, tôi cũng có chút kiến thức về mấy thứ này. Này, nhìn bề mặt cô ta đeo, đúng là phỉ thúy, có hoa văn vỏ cam tự nhiên. Chẳng lẽ đôi bông tai của cô ta là hàng thật? Nếu bông tai của Khương Vạn Vũ là hàng thật, vậy chẳng phải của Tâm Vi là giả sao? Các người không suy nghĩ kỹ à? Làm sao mà của tôi lại là hàng giả được chứ? Chỉ là vì quá lâu rồi không bảo dưỡng, cộng thêm ánh sáng khách sạn không tốt thôi. Đúng, với gia thế của Tâm Vi sao có thể đeo đồ giả? Khương Vãn Vũ, cô chỉ đang ghen tị thôi. Thật là một kẻ không biết gì cả. Mọi người không biết à? Khương Vãn Vũ ấy à, không có bố mẹ, là đồ bán hàng rong thôi. Đi dự tiệc cuối năm, đến một bộ lễ phục còn không mua nổi nữa, chỉ có thể mặc đồ mình làm, thì sao mà có thể đeo bông tai ngọc phỉ thúy thật được? Cái gì? Tiệc của tập đoàn Long Vũ, sao có thể để loại người này vào? Không phải cô ta nên ra sau bếp à? Chúng ta vậy mà lại bị người như vậy lừa chứ. Mau đuổi cô ta ra. Bữa tiệc này không hoan nghênh loại phụ nữ đã nghèo còn thích khoe khoang này đâu. Đúng đó, mau đuổi cô ta ra đi. Đồ làm giả, cô cũng dám đeo? Đây là của hồi môn của mẹ tôi. Sao? Ngứa tay rồi à? Ngứa tay chưa? Bỏ chân ra ngay. Gọi bác sĩ tới ngay. Đừng lo, đã có tôi đây. Ồ, tôi cứ tưởng là ai. Hóa ra là vệ sĩ của cố tổng à. Sao nào, đến bảo vệ cô vợ nghèo khổ này của anh à? Không biết lượng sức mình, anh có đủ khả năng không? Đang cố chặn xe như một con kiến sao? Chẳng lẽ anh không biết vợ anh đeo đồ giả đến tham dự tiệc cuối năm sao hả? Đúng là mất mặt. Tôi thấy các người đúng là đồ mù. Cô có chứng cứ chứng minh vợ tôi đeo hàng giả không? Không có thì cầm miệng đi. Còn cần chứng cứ nữa à? Hai người nghèo tới mức phải ở ổ chó dưới gầm cầu. Một đôi bông tai ngọc phỉ thúy băng, các người mua nổi không chứ? Đúng vậy, còn tưởng chúng tôi không có mắt. Tôi nghĩ chính các người mới là mù rồi đó. Tôi tin mọi người đều biết, chỉ có ngọc thật khi gặp axit mạnh mới không bị ăn mòn. Đây là lọ axit mạnh. Tiếp theo, tôi sẽ làm một thử nghiệm. Nếu cô nói bông tai của cô là thật, thì thả vào đây đi. Dựa vào đâu chứ? Anh nói thả thì phải thả hả? Sao?
Cô không dám à? Được thôi, cô thả trước đi. Bông tai không bị ăn mòn. Bông tai này thực sự là hàng thật rồi. Không thể nào. Chắc chắn là giả, chắc chắn là hai người thông đồng. Không tin à? Tự mình qua đây thử đi. Hóa ra bông tai của quý cô đây mới là đồ thật. Tôi nói mà, bất kể là màu sắc hay độ bóng đều là hàng cao cấp. Chỉ tiếc là vị thúy chưa hỏng, nhưng phần khung bằng đá lại bị giẫm hỏng rồi. Của hồi môn của mẹ chồng đã đắt như vậy, làm hỏng rồi thì phải làm sao đây? Không sao, cô yên tâm. Những thứ này không quan trọng bằng cô. Tâm Vi, cô đến dự tiệc cuối năm sao lại mang theo hàng giả vậy chứ? Phải đó, mấy người hiểu cái gì chứ? Rõ ràng là họ thông đồng với nhau làm trò bịt mắt. Mấy người không tin tôi, lại tin lời một vệ sĩ và người bán hàng rong sao hả? Đừng tự lừa mình nữa. Còn chuyện cô làm hỏng bông tai tính sao đây hả? Phải đấy, bông tai ngọc phỉ thúy băng chủng này, giá trị của nó phải hơn 1,5 tỷ rồi. Không chỉ phải đền bù theo giá trị, mà cố ý phá hoại tài sản của người khác, e rằng phải đi uống trà rồi đó. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra. Chú tôi là giám đốc của tập đoàn Long Vũ. Các người bắt nạt tôi, chờ chú tôi đến các người sẽ biết tay. Để xem ai dám bắt nạt Tâm Vi của tôi. Là tôi. Thì sao? Cố tổng. Cố tổng. Lẽ nào chồng của Khương Vạn Vũ là cố tổng của tập đoàn Long Vũ? Sao có thể? Đúng là không thể. Tôi là vệ sĩ của cố tổng. Vừa rồi có phải ông đang tìm cố tổng mà không tìm được không? Đúng vậy. Không sai, tôi vừa thấy anh, tưởng rằng cố tổng cũng có ở đây chứ. Giám đốc nhìn thấy vệ sĩ mà run chân như thế này sao có thể chứ? Tôi là chưa ăn tối nên là bị tụt đường huyết thôi. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Chú ơi, bọn họ bắt nạt cháu, mau sa thải bọn họ đi. Sao chú có thể sa thải họ được? Đây là vệ sĩ của cố tổng đó, không phải tùy ý xử lý sao? Thật là quá nuông chiều con rồi. Khiến con ngang ngược như thế này, đánh con. Ta nói con biết Tâm Vi, con đã bị nhà họ Lý đuổi rồi đó. Từ nay trở đi, con không còn là người nhà họ Lý nữa. Tôi sẽ đuổi Lý Tâm Vi ra khỏi nhà. Bông tai ngọc phỉ thúy, nhà họ Lý sẽ đền bù gấp đôi. Không biết như vậy đã được chưa ạ? Lý Tâm Vi nhiều lần bắt nạt vợ của tôi, không chỉ làm hỏng của hồi môn của mẹ tôi, còn làm cho vợ tôi bị thương, đương nhiên phải sa thải. Tôi sẽ đưa cô ta vào danh sách đen của tập đoàn Long Vũ. Hình phạt này tương đương với việc hủy cả nửa đời còn lại của cô ấy. Lo lắng cái gì chứ? Rõ ràng là chú của Tâm Vi chỉ đang đùa thôi. Còn cái tên vệ sĩ nhỏ bé này đang muốn lên mặt sao hả? Chú ơi, chú đang đùa có phải không? Hai người các người không tự nhìn lại mình đi, xem bộ dạng nghèo khổ còn dám mượn quyền cố tổng để ra lệnh cho chú của ta. Hôm nay ta sẽ bảo chú của ta đuổi các người đi, cho các người vào tù. Chú ơi, nhanh lên trừng phạt bọn họ đi chứ, đừng lôi ta vào việc này. Tôi sẽ làm theo chỉ thị của ngài, giải quyết việc này thật nghiêm túc. Chú à, chú điên rồi sao? Tại sao phải nghe lời một kẻ vô dụng chứ? Ngậm miệng lại đây, còn dám nói nữa, chuyện này không dễ dàng như vậy đâu. Đều do nó không hiểu chuyện, mong ngài lượng thứ nhé. Từ nay về sau, nếu ai còn dám bắt nạt Khương Vãn Vũ vợ tôi thì sẽ là đối đầu với tôi, Cố Tầm và tập đoàn Long Vũ đấy. Đi thôi. Vãn Vũ, chú ơi, sao chú làm vậy với con? Con là cháu ruột chú mà. Con là cháu ruột chú mà. Nhà họ Lý thực sự đã nuông chiều con thành kẻ ngốc rồi. Con có biết người con đắc tội là ai không hả? Là ai chứ? Khương Vạn Vũ chỉ là kẻ bán hàng rong. Chồng cô ấy là vệ sĩ quèn. Con muốn bắt nạt thì sao chứ? Người vệ sĩ quèn mà con vừa nói đó chính là cố tổng. Cố Tầm. Không thể nào. Sao chồng cô ta có thể là cố tổng chứ? Không thể nào. Tin hay không tùy con. Ta đã nhân từ với con lắm rồi đó. Tổng giám đốc của Long Vũ không phải có đối tượng liên hôn sao?
sao lại cưới Khương Vãn Vũ? Làm giúp tôi một chuyện. Vãn Vũ, sao tự dưng lại giận anh thế? Có phải anh giấu tôi chuyện gì không? Một người vệ sĩ sao có thể khiến một giám đốc đối xử với cháu ruột mình như vậy? Của hồi môn của mẹ 1,5 tỷ. Điều này có nghĩa là anh căn bản không phải người bình thường. Cô đừng vội, nghe tôi giải thích đi. Ba mươi tỷ đều chuyển vào tài khoản rồi, còn giải thích gì nữa chứ? Tôi ghét nhất chính là bị lừa. Là tôi, tôi bắt Tiểu Cố làm vậy. Là tôi đã bảo Tiểu Cố làm thế. Chuyện này là một phần trong kế hoạch. Chúng tôi làm vậy để tìm ra con sâu trong ban lãnh đạo của công ty. Vì thế tôi mới nhờ Tiểu Cố phối hợp diễn vở kịch này. Đúng vậy. Thế còn đôi bông tai ngọc bích là sao? Đó là bảo vật gia truyền của mẹ tôi. Nhà ngoại tôi mấy đời trước cũng từng giàu có. Nếu đây chỉ là hiểu lầm, vậy tôi sẽ trả lại 30 tỷ cho Cố tổng. Ôi không cần đâu. Cô xem, việc này đã gây ra hiểu lầm lớn như thế, suýt nữa khiến hai người cãi nhau. Số tiền này tôi tặng hai người. Thế này cũng quá nhiều rồi. Chỉ là số tiền nhỏ thôi à. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Nhìn cái gì đấy? Đừng nhìn nữa, mau về nhà thôi. Sao thế, đang nghĩ gì à? Tôi nghĩ mãi vẫn thấy lạ lắm. Anh nói, Cố tổng có phải thích tôi không? Cố tổng có phải thích tôi không thế? Xin lỗi, tay tôi hơi run. Không sao. Sao cô lại nghĩ như vậy? Để tôi phân tích cho anh nghe. Anh nghe nha. Anh nói xem, Cố tổng và tôi hoàn toàn không có quen biết gì. Nhưng mỗi lần có chuyện, anh ấy luôn giúp đỡ tôi. Lần trước còn thăng chức và tăng lương cho tôi. Lần này cho tôi 30 tỷ. Tôi đang nghĩ, có phải anh ấy đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên không thế? Vậy cô có nghĩ là có một người chồng là tổng giám đốc cũng tốt không? Tôi không nghĩ như vậy đâu. Tôi đâu phải là người thích vật chất. Dù Cố tổng có nhiều tiền đến đâu cũng không làm tôi rung động. Vậy à? Ừ. Vậy cô có rung động gì tôi không? Tôi... Anh tự đoán đi. Còn lâu mới nói. Cái đầu nhỏ này của cô đừng nghĩ nhiều nữa. Biết đâu Cố tổng tiêu tiền bừa bãi thôi. Đúng rồi. Cô định làm gì với số tiền đó? Ngày mai tôi sẽ dẫn anh đến một nơi. Hả? Đây là nơi cô muốn dẫn tôi đến đây à? Viện trưởng Vãn Vũ, lâu lắm không thấy con tới. Mọi người nhắc con suốt à? Gần đây con bận quá, sau này sẽ đến thăm mọi người thường xuyên hơn. Hóa ra cô muốn quyên tiền cho viện dưỡng lão sao hả? Cho nên cô muốn lấy tiền quyên góp cho viện dưỡng lão. Viện trưởng, đây là 10 tỷ quyên cho viện dưỡng lão. Ôi không không, số tiền này nhiều quá. Bao năm qua con đã quyên góp nhiều rồi. Viện trưởng yên tâm đi, con có tiền. Viện dưỡng lão không vì lợi nhuận, chỉ có thể duy trì nhờ vào quyên góp. Con biết bây giờ viện đang gặp khó khăn vì mọi người, ông cứ nhận đi mà. Con thật là một đứa trẻ tốt. Bây giờ ta sẽ đi nói với họ là con đến rồi. Lát nữa bọn con sẽ đến thăm mọi người. Được. Anh có để ý nếu tôi tiêu tiền như thế này không? Đương nhiên là không. Tiền này vốn dĩ là cho cô, cô cứ tùy ý dùng. Số tiền còn lại thì cô tính thế nào? Tôi không tiêu. Cô định để tiết kiệm mà. Chà, đúng là lãi suất cũng đủ sống mỗi tháng rồi. Tôi định đi quyên góp hết số còn lại.
quyên góp. Tôi muốn thành lập một tổ chức từ thiện giúp đỡ người gặp nạn trong các cuộc chiến, nhưng mà tôi không biết phải làm thế nào. Có lẽ phiền anh hỏi cô tổng chức đi. Việc này tôi sẽ phụ trách. Vậy cô không để lại đồng nào cho mình sao? Tôi còn trẻ, tôi còn có thể kiếm tiền. Nhanh lên đi, mọi người đang đợi rồi. Tôi nghĩ mình trúng kế rồi. Ông bà ơi, Vạn Vũ đến rồi à? Vị này là... Đây là chồng con. Kỳ lạ, trông quen quá. Cảm giác thấy trên báo tài chính rồi. Hình như là tập đoàn Long Vũ. Để tôi nghĩ xem. Tôi nhớ ra rồi, tổng giám đốc. Ông ơi, chắc ông nhìn nhầm rồi. Đúng rồi ông ơi, chồng con như con là người lao động bình thường thôi, sao có thể là giám đốc? Tao có vẻ đã thấy trên TV rồi, giám đốc điều hành của Long Vũ. Trông giống cậu y như đúc vậy đó. Mọi người nói vậy. Đúng thật đó. Con biết rồi. Chắc là anh ấy làm bảo vệ bên giám đốc nên mọi người nhận nhầm đó. Đúng à, con là vệ sĩ của giám đốc đấy à? Vậy sao? Ta cứ thấy trước đó cậu từng phát biểu rồi. Có lẽ do chúng ta già rồi, nhớ nhầm. Vạn Vũ à, con đã đưa chồng đến. Vậy buổi khiêu vũ tối nay con đừng bỏ lỡ nhé. Buổi khiêu vũ? Buổi khiêu vũ là hoạt động của viện, tối nay anh sẽ biết. Cố Tâm, rơi dài rồi, còn nhảy nữa không? Cứ như vậy đi. Bây giờ em có rung động gì anh không? Anh cũng rung động. Chỉ rung động gì em thôi. Chụp đẹp thật đấy, có thể gửi bản điện tử cho con không? Được chứ. Có điều con phải đồng ý với ta một chuyện này. Dạ vâng, viện trưởng cứ nói. Tiểu Vũ, mình nó khổ lắm. Hồi đó cả ba lẫn mẹ đều nhảy lầu. Từ nhỏ đã đi ở nhờ cậu mợ không tốt. Con bé từ nhỏ đã hiểu chuyện rồi, kiên cường hơn người khác. Con biết cô ấy là một cô gái kiên cường lương thiện. Thế nên cho dù sau này con có yêu Tiểu Vũ nữa không, ta cũng mong rằng con đừng làm tổn thương con bé. Tiểu Vũ thật sự là một đứa trẻ tốt đấy. Viện trưởng yên tâm đi, con sớm đã đặt Tiểu Vũ trong lòng. Bất kể lúc nào, con cũng không để cô ấy chịu khổ. Mọi người đang nói gì thế? Không có gì, viện trưởng dặn dò. Không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ ngơi sớm chút. Hôm khác lại đến thăm mọi người. Được. Nếu ba mẹ em còn sống thì tốt rồi, em nhất định sẽ hiếu thuận với họ. Tiểu Vũ, về sau anh sẽ luôn bên cạnh em. Alo, Khương Vạn Vũ, ngày mai chị con về nước. Ngày mai 8 rưỡi ở khách sạn Bán Đảo ăn mừng. Nghe rõ chưa? Vẫn là không nên để Cố Tâm đi cùng thì hơn. Nhà cậu mợ trước nay khó tính. Nếu để họ biết Cố Tâm chỉ là một vệ sĩ, chắc chắn sẽ làm khó anh. Khương Vạn Vũ, cầm đấy à? Tôi biết rồi, mợ gửi địa chỉ và thời gian cho tôi đi, tôi sẽ tới. Chồng ơi, chị họ em về nước, 8 giờ tối mai ở khách sạn Bán Đảo sẽ họp mặt gia đình. Có cần anh đi cùng không thế? Không cần đâu, ăn một bữa cơm thôi à. Được. Cố Tổng, đây là báo cáo hàng năm của công ty nước ngoài. Nghe xem. Vạn Vũ đang ở khách sạn Bán Đảo họp mặt gia đình. Gửi vài chai rượu từ phòng lưu trữ tới đó đi. Giám đốc cuồng công việc, giờ lại vì chút chuyện nhỏ này ngắt ngang công việc. Xem ra Cố Tổng rơi vào lưới tình thực rồi. Vâng.
Rượu của cố tổng tặng cho quý cô mặc bộ đồ này. Vị này là cố tổng phu nhân. Vâng, vâng, vâng. Về nước thì nghỉ ngơi đã, hoan nghênh về nước. Khương Vạn Vũ, cô nhỏ tuổi nhất mà còn dám đến muộn. Tôi không cố ý đâu, hôm nay tôi đi xe điện, không ngờ giữa đường lại mưa lớn. Bảo bối, đây là cô em họ em nói à? Trông giống như ăn mày ấy nhỉ? Chính là nó. Khương Vạn Vũ, tôi nói này bao nhiêu năm rồi, sao vẫn còn đi xe điện thế? Cả nhà chỉ có cô là nghèo, không đổi được. Thật ghê tởm. Khương Vạn Vũ, còn chưa biết chứ gì, chị và anh rể cô vừa mới mua chiếc Porsche mới nhất đó. Cô thử xin chị xem. Biết đâu con bé động lòng, để cô ngồi trong khoang hành lý một chút. Porsche à? Tôi không thích, không có bảo vệ môi trường. Khương Vạn Vũ, đồ sâu bọ, cô mà cũng xứng mặc đồ giống tôi sao? Tiệm bán thì tôi mua thôi. Sao nào, Khương Vạn Vũ, cô cũng xứng ngang hàng với Tiểu Mai. Tiểu Mai không những là ưu tú, lại còn cưới Tuấn Kiệt, tài sản kết xù. Cô thì sao, 28 rồi còn ế? Muốn làm đi cô à? Nể mặt họ hàng, tôi có thể giới thiệu cậu tôi cho cô. Cậu tôi á, năm nay 61, mỗi tháng có một khoản lương hưu cũng được đấy. Chỉ là khắc chết 4 người vợ, còn có 7-8 người con cũng được đó. Đúng là hợp với Khương Vạn Vũ lắm đấy. Xin lỗi nhé, tôi có chồng rồi. Cô lấy chồng rồi? Nhà đầu chết tiệt, nói chuyện với bọn ta thế à? Cậu có bao giờ nghe điện thoại tôi đâu? Sợ tôi xin tiền mà nói linh tinh gì vậy? Đã là họp mặt gia đình, vậy thì gọi chồng cô tới. Anh ấy công việc bận rộn. Cô làm gì vậy? Alo, anh là chồng của Khương Vạn Vũ à? Họp mặt gia đình, sao anh không tới vậy? Chẳng lẽ nghèo quá sao? Không dám tới à? Cô, Vạn Vũ, sao vậy? Làm phiền chút, đây là rượu giám đốc dặn đưa tới cho tiểu thư váy xanh. Whisky Island, nghe nói rượu này một bình thôi cũng hơn 4 vạn, đắt vậy sao? Vì không phải, một giọt cũng 1 vạn rồi. Váy xanh à? Tiểu Mai và Khương Vạn Vũ đều mặc váy xanh. Vì rượu này là của Tiểu Mai hay là của Khương Vạn Vũ đấy? Chắc chắn là của Tiểu Mai rồi. Khương Vạn Vũ nghèo kiết xác, sao có thể quen được người giàu có chứ? Đúng đó, Tiểu Mai của chúng ta xuất sắc có thừa, cho nên đến quản lý cũng phải nâng đỡ. Không phải cho Tiểu Mai thì còn ai nữa chứ? Đó là đương nhiên. Người mà Tưởng Tuấn Kiệt tôi chọn là Phượng Hoàng, chứ không phải là kẻ ăn xin này có thể so bì. Được rồi, nếu quản lý đã đưa rượu tới rồi, vậy chúng ta cùng nhau thưởng thức đi. Đợi đã, trả điện thoại cho tôi. Cái điện thoại rách, cô còn xem như bảo bối sao? Tiểu Mai, đây là rượu whisky một bình đã hơn 4.000 vạn. Khương Vạn Vũ cũng xứng uống sao? Cũng đúng, cô ta không xứng. Trợ lý Châu, chuẩn bị xe đến khách sạn bán đảo. Vâng. Đúng đó, cô ta từ nhỏ chỉ xứng ăn đồ thừa của Tiểu Mai, không xứng uống rượu tốt như vậy đâu. Khương Vạn Vũ, đồ nghèo nàn như cô, chỉ xứng uống nước cống thôi. Tằng Mai, bao nhiêu năm như vậy cô vẫn thế. Nói cẩn thận chút, cẩn thận báo ứng đấy. Cô nói ai gặp báo ứng? Tôi. Ai dám động vào vợ tôi? Vợ à, em không sao chứ? Sao anh lại đến đây? Lo cho em mà. Các người dám bắt nạt vợ tôi? Vợ sao? Anh chính là chồng của Khương Vạn Vũ, ăn mặc thì trông ra vẻ. Lẽ nào anh lại trái bao hả? Khương Vạn Vũ, cô có tìm bừa thì cũng không thể ai cũng dẫn đến. Bẩn thỉu. Đúng là tâm bẩn thì nhìn gì cũng bẩn. Cái gì? Hai người cút ra ngoài, đừng làm gây mất hứng cho tôi. Rượu này các người không xứng. Rượu này là tôi sai người tặng vợ tôi. Cô ấy không xứng, lẽ nào các người xứng sao? Cái gì? Rượu này là anh tặng à? Lẽ nào chồng của Khương Vạn Vũ là người máu mặt? Sao có thể? Khương Vạn Vũ sao có thể tìm được người chồng có tiền? À, tôi nhớ ra rồi. Tiệc cuối năm lần trước của tập đoàn Long Vũ, tôi từng nhìn thấy anh ta. Anh ta là vệ sĩ của cố tổng. Hóa ra là vệ sĩ. Còn ra vẻ cái gì? Bình rượu đắt như thế này, anh nói tặng là tặng. Chắc là chưa tỉnh ngủ hả? Chồng ơi, kệ hắn đi. Đúng là hề hước quá mà. Nếu rượu này là tôi tặng thì các người tính sao đây? Nếu rượu này là tặng cho đồ ăn xin kia thì vợ tôi sẽ quỳ xuống gọi đồ ăn xin đó là bà. Sao anh không tự nói mình đi?
Không sao, dù sao cũng không thể là thật. Tốt lắm, vậy cô nói xem, rượu này là tặng cho ai? Rượu này tặng cho... Chai rượu này là tặng cho quý cô này. Cô nói cái gì? Chai rượu Whiskey Island này trị giá 40 triệu là dành cho Khương Vãn Vũ hả? Cô không tỉnh táo à? Bộ tôi cũng mặc váy xanh dương đấy, cô bảo là dành cho cô ta sao? Không thể nào, rượu này sao có thể tặng cho Khương Vãn Vũ chứ? Chắc là có hiểu lầm gì rồi. Khương Vãn Vũ có tư cách gì mà uống chai rượu tốt đến như thế? Đúng vậy, Khương Vãn Vũ ngay cả việc nghe cái tên rượu này cũng chẳng nghe bao giờ, sao lại dành cho cô ta chứ? Đến lượt cô phải quỳ xuống gọi vợ tôi là bà rồi đấy. Tôi biết rồi, chắc chắn là họ diễn kịch để giữ thể diện thôi. Quả nhiên là vậy. Khương Vãn Vũ, cô không chỉ tìm chồng làm vệ sĩ, còn tìm người đến diễn trò. Đúng là mặt dày diễn kịch. Tôi thấy các người mù rồi đó, đầu óc cũng chẳng ra làm sao. Sao? Bị vạch mặt rồi chứ gì. Bảo bối, không ngờ em họ ăn xin của em còn là một kẻ lừa đảo nữa đó. Đúng đó, Khương Vãn Vũ, nếu mà cô chú ở dưới Hoàng Tuyền biết cô như thế này, cô nghĩ xem họ sẽ thấy thế nào. Im miệng, các người không xứng nhắc đến ba mẹ của tôi đâu. Khương Vãn Vũ, đồ mắt trắng, dám hét với chị như vậy. Đừng có quên, lúc ba mẹ mày chết là ta đã nhận nuôi mày. Nhiều năm như vậy tôi ở nhà các người, sống như thế nào các người tự biết đi. Không biết tốt xấu, không biết tốt xấu. Ba, Khương Vãn Vũ, cô tìm một người chồng vô giáo dục như thế, dám đối xử với bậc trưởng bối của mình thế sao? Một người như ông tôi không thể tôn trọng được. Được lắm, Khương Vãn Vũ, cô đã bỏ ra không ít tiền để mời những diễn viên này đúng không? Đừng tự đắc nữa, chúng tôi không mời diễn viên, không phải cô thì chồng cô mời. Khương Vãn Vũ, cô chỉ là em họ của tôi thôi. Nếu không phải thế, cô nghĩ cô có thể vào được khách sạn này sao hả? Đúng vậy, tôi khuyên các người nên nhận ra thân phận của mình, làm hỏng tâm trạng của bảo bối tôi. Các người là đồ vô dụng, đủ rồi đấy. Nếu ai còn dám xúc phạm vợ tôi, đừng trách tôi không khách khí đấy. Này anh, kiếp trước anh là túi rác có phải không? Sao có thể nhịn được thế? Không phải chỉ là không có tiền sao? Chúng tôi đều biết, vì mặt mũi thôi mà. Tôi và chồng tôi không cần mời diễn viên. Vậy sao? Các người nói, có phải anh ta mời diễn viên không? Tôi cho các người tiền công gấp bội. Cô hiểu nhầm rồi, chúng tôi là nhân viên chính thức, không phải diễn viên. Đúng vậy, khách sạn bán đảo sao có thể để diễn viên giả dạng nhân viên chứ? Mọi người hiểu lầm rồi. Khương Vãn Vũ, cô được lắm, tìm đâu ra mấy người này kính nghiệp đó, giả vờ còn bày đặt. Chai rượu này chả ra làm sao, màu sắc cũng không thuần, nhìn là thấy có tạp chất rồi. Khương Vãn Vũ, tôi nói cô diễn kịch thì cũng tìm rượu tốt một chút để diễn. Đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Những chai Whiskey Island này là phiên bản giới hạn, cả vỏ hộp và chất lượng đều được làm thủ công. Người như các cô không nhận ra cũng bình thường. Buồn cười chết đi được. Cái gì mà phiên bản giới hạn chứ? Chẳng qua lại là trò diễn của các người thôi. Cẩn thận nói nhiều quá, rồi tự mình cũng tin đấy. Làm bộ làm tịch thôi mà. Bảo bối, anh mua một ít rượu ngon ở nhà rồi, tối nay chúng ta sẽ tổ chức riêng nhé. Được rồi chồng yêu. Khương Vãn Vũ, cô thấy chưa? Chồng tôi ấy à, đưa tôi mấy vạn tiền tiêu vặt đó. Hơn nữa còn chuẩn bị cho tôi một bất ngờ nữa. Còn chồng của cô chỉ là diễn kịch gia đình cùng cô thôi. Ngày xưa tôi sống còn tốt hơn cô, bây giờ tôi vẫn sống tốt hơn. Tăng Mai, nhiều năm như vậy rồi cô vẫn chẳng thay đổi gì cả. Sống như thế có mệt không thế? Cũng đâu có bằng cô thuê diễn viên mua rượu giả đâu. Tôi thấy bình rượu này cũng chỉ mấy chục thôi à. Chỉ xứng đáng để đập, để kêu lên một tiếng thôi. Cố tổng này tốt thật đó. Phu nhân đến ăn tiệc còn đầu tư 5 tỷ. Phóng khoáng thật đấy. Đúng rồi. Alo, xếp phu nhân vào danh sách VIP của khách sạn đi. Chỉ cần cố phu nhân đến, phải phục vụ chu đáo hết sức. Quản lý, chỗ phu nhân có người gây chuyện rồi. Cái gì? Cô ơi, chai rượu này không phải của cô như vậy là quá đáng rồi đó. Chỉ là rượu giả thôi mà, tôi đền là được rồi. Mấy cái kia tôi cũng muốn hết luôn. Đập hết cho tôi. Để vợ yêu nghe chút nhạc đi nào. Chồng yêu, anh thật là tuyệt vời. Khương Vãn Vũ, nghe chưa? Tôi ấy à, không chỉ hơn cô về học thức và gia thế, cả trong việc nhìn đàn ông tôi cũng hơn cô luôn. Muốn đập thì cứ đập đi, chỉ cần cô đền nổi là được. Coi thường ai vậy?
Chỉ là rượu giả, có 500 tệ là cùng. Lấy vài chai đi. Tôi đập vài chai, các người nói xem rượu này đáng bao nhiêu. Chai rượu này có giá khoảng 40 triệu tệ, có tổng cộng 6 chai. Nếu bỏ qua phần lẻ thì tổng cộng là 2 tỷ 4 triệu. Các người nghèo đến điên rồi à? Đến đây để lừa tiền sao? Hai kẻ nghèo nàn, thật sự nghĩ là chúng tôi sẽ tin sao? Khương Vạn Vũ, cô tìm được chồng gì vậy? Cùng cô ở đây gây chuyện, làm hỏng danh tiếng gia đình. Tôi tin chồng tôi. Khương Vạn Vũ, cô dùng lý trí chút đi. Đừng để người ta lừa nữa chứ. Những chai rượu này, nếu thực sự trị giá 2 tỷ 4 triệu, thì tôi sẽ đền cô 100 tỷ đấy. Có điều, sẽ là đốt cho cô đấy. Quản lý, anh đến đúng lúc lắm. Đưa hai cái thứ bẩn thỉu này ra ngoài ngay đi. Nhìn thấy là khó chịu. Đúng là thứ không biết xấu hổ mà. Người cút là mấy người đó. Ủa quản lý, anh bị sốt à? Anh dám nói chuyện như vậy với tôi? Tôi là VIP của khách sạn các người đó. Anh có tin tôi khiếu nại không? Đúng đó. Con rể của tôi là thiếu gia tập đoàn Tưởng Thị. Anh dám nói chuyện như vậy với chúng tôi sao? Anh không muốn làm việc ở đây nữa à? Một người quản lý, anh có tin không một cú điện thoại là anh mất việc luôn đấy. Tưởng Thị? Tưởng Thị là cái thá gì chứ? Anh có biết người này là ai không hả? Là ai chứ? Một tên vệ sĩ. Sao nào? Lẽ nào anh ta còn có việc làm gì khác? Ví dụ như trái báo. To gan. Ngày đây đủ rồi. Quản lý, không cần phí lời với loại người này. Anh nói xem chỗ rượu này bao nhiêu tiền? Vâng. Rượu này Whiskey Island bản cổ điển, giá thị trường một chai hơn 40 vạn. Anh nói cái gì? Tôi biết các người thông đồng với Khương Vạn Vũ để lừa tiền đúng không? Tôi khuyên các người nghĩ cho kỹ. Thông đồng lừa tiền là phạm pháp đó. Không có chuyện nhầm lẫn đâu. Bình rượu này là trợ lý Châu của tập đoàn Long Vũ tự đưa đến. Người đứng trước mặt các người còn là vệ sĩ của cố tổng đó. À đúng, vệ sĩ giám đốc. Nể mặt họ Hàng thì không cần các người đền đủ nữa. Bình rượu đã bị đập kia sẽ giảm giá cho các người 4.000 vạn. Tính thanh toán thế nào đây? Mình lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Dù có vay cũng không có ngay được. Đồ mắt trắng, ta và cậu cô nuôi cô nhiều năm như vậy, đập một bình rượu thì sao chứ? Cô dám bắt chị họ đền tiền? Nói cho cô biết, hôm nay dù có đập hết rượu, cô cũng không thể đòi tiền từ chị họ. Mợ à, mợ còn tưởng tôi là Khương Vạn Vũ hồi bé sao? Mặc các người đánh đập, chấp nhận sự ác ý của các người sao? Tôi nói cho mà biết, giờ tôi lớn rồi sẽ không để các người bắt nạt nữa. Chai rượu hôm nay các người phải đền. Khương Vạn Vũ, giờ cánh cứng rồi. Có tin ta, bây giờ là xã hội pháp trị, đánh tôi thì được, nhưng đừng để khóc mà vào đồn cảnh sát đấy. Các người có thể không bồi thường. Quản lý, báo cảnh sát. Vâng. Mình vừa về nước, nếu vào đồn thì sự nghiệp cũng bị hủy hoại. Đợi đã, đền tiền cũng được. Ai không có chứ? Chồng ơi, anh, tự nhiên anh đau bụng quá, anh đi vệ sinh đã. Kìa, Tằng Mai, đây là mắt chọn đàn ông của cô đấy à? Cô thì biết gì? Tôi không hiểu, giờ cô đền tiền đi. Alipay nhận tiền 500 vạn. Tằng Mai, cô vừa về nước còn chưa đổi lại hả? Là 40.000 vạn nhân dân tệ. Cô vội cái gì? Đợi hạng mục mà tôi đầu tư, tiền về tôi sẽ chuyển nó cho cô. Được thôi, viết giấy nợ đi. Khương Vạn Vũ, cô đừng quá đáng quá đó. Tiền đưa cho cô rồi, còn viết giấy nợ làm gì? Nợ nần phải trả, đó là đạo lý của trời đất. Nếu không viết giấy, sau này không trả tiền thì sao? Muốn trốn nợ hả? Được chứ? Được đó. Tôi mong đợi tiền từ chị họ nhé.
Tôi sẽ kiểm tra đó. Nếu không nhận được, chúng ta gặp nhau ở tòa. Cố Tâm, những chai rượu đó là sao vậy? Anh lấy đâu ra rượu đắt thế? Có phải anh có gì giấu em không? Vợ à, em đừng vội, nghe anh giải thích đi. Anh nói đi. Giám đốc suýt chút nữa bị ám sát, anh có con bảo vệ nên giám đốc thưởng chỗ rượu đó cho anh. Vậy, vậy anh có bị thương không? Anh không, đừng sờ nữa. Làm giám đốc đúng là không dễ dàng, vừa sợ thức ăn bị bỏ độc, lại còn bị ám sát, đúng vậy. Không dễ dàng gì. Cố Tâm, em còn có một chuyện cảm thấy rất kỳ lạ. Sao bọn họ lúc nào cũng cung kính với anh thế kia? Có thể là vì anh là vệ sĩ của giám đốc. Em cũng biết người có quyền lực cao, bên cạnh họ luôn có thư ký, vệ sĩ, quyền lực cũng rất lớn. Vậy giống như hoạn quan bên cạnh hoàng đế vậy. Em nói như vậy cũng đúng. Em đói quá, vừa nãy mãi cãi nhau quên ăn luôn rồi. Hay là ăn ở khách sạn đi đi. Không được, chúng ta phải tiết kiệm. Chẳng phải vừa kiếm được một khoản sao? Khoản tiền đó phải chuyển cho bà nội. Bà nội không phải đi viện dưỡng lão rồi sao? Chắc chắn phải dùng tiền. Đi, chúng ta về nhà nấu mì cho anh ăn. Ừ. Thùng này, chai này to quá, thật là chiếm diện tích. Chồng ơi, em xuống dưới bán đồ phế liệu một chút. Muối đâu rồi? Thôi nước tương cũng được. Sao không có vị gì hết vậy? Người bán phế liệu ở lầu dưới đúng là bịp, cố tình trả thiếu tiền. Này này, anh uống rượu à? Mùi rượu nồng vậy. Anh có uống đâu. Còn nói là không uống, chai này là rượu, anh uống hết như thế. Đó không phải là xì dầu sao? Đó là rượu. Vị giác của anh có vấn đề, rượu cũng không nếm ra. Cả mùi nữa. Anh tưởng là trong xì dầu có rượu. Anh say rồi, em nấu canh giải rượu cho. Hóa ra đây là cảm giác say rượu. Sao lại cảm thấy lúc anh không say cũng là cảm giác này? Dường như chỉ cần có em ở bên, tim anh lại đập nhanh hơn. Anh chỉ muốn gần em hơn, gần em hơn một chút nữa. Chỉ cần em ở bên cạnh, đến không khí cũng ngọt ngào. Sao lại uống nhiều như vậy? Bắt đầu nói linh tinh rồi. Anh không có nói linh tinh, đều là lời thật lòng đấy mà. Vợ à, anh muốn nói với em một chuyện này, nhưng em
đừng rời xa anh có được không? Chuyện gì vậy? Anh nói đi. Vợ à, anh vẫn luôn muốn nói với em, nhưng anh sợ mất em. Thật ra anh là tập đoàn Long Vũ. Chồng ơi, tối qua anh ấy muốn nói gì với mình nhỉ? Chắc không phải muốn tỏ tình đấy chứ? Đã là vợ chồng rồi mà còn làm những chuyện này sao? Cô là Khương Vãn Vũ. Là tôi. Sao vậy? Cô là ai? Thần kinh à? Tôi là Từ Nghệ Đồng. Tôi đến để cảnh cáo cô, đừng động vào những thứ không phải của mình. Nếu không, tôi sẽ khiến cô phải trả giá đó. Khương Vãn Vũ, tôi đã đưa tiểu thư Từ đến rồi, xem cô còn làm được gì nữa. Cô khiến tôi khổ sở như vậy, tôi sẽ khiến cô phải trả giá. Từ Nghệ Đồng? Không phải là tiểu thư nhà họ Từ sao? Nghe nói cô ấy đã hứa hôn với nhà Cố tổng rồi. Sao lại có cảm giác như Khương Vãn Vũ và cô ấy có hận thù nhỉ? Không thể nào. Khương Vãn Vũ và Cố tổng có quan hệ gì sao? Chắc là không. Chồng của Khương Vãn Vũ không phải là vệ sĩ của Cố tổng sao? Đúng vậy. Cô có nhầm lẫn gì không đó? Tôi nhầm gì chứ? Cô câu dẫn vị hôn phu của tôi. Cố tổng chẳng phải là say trước mặt chị dâu thôi sao? Cũng đâu có chuyện gì to tát. Không cần đi ba chứng minh bản thân chứ. Cậu thì hiểu cái gì? Trước mặt người mà mình thích phải thiệt là toàn diện, kể cả tửu lượng. Cố Tầm ca ca, cô nhận nhầm rồi. Vị này mới là Cố tổng. Không phải, anh làm gì vậy? Em còn chưa nói rõ. Vợ à, anh có chuyện muốn nói. Vợ á? Cố Tầm ca ca, chúng ta nhiều năm không gặp rồi. Anh biết em có rất nhiều chuyện muốn nói dành. Đừng gấp, từ từ nói. Anh làm cái gì vậy? Anh có bệnh à? Đồ thần kinh. Nhìn cái gì? Nhìn nửa trừ lương đó. Anh vội cái gì chứ? Anh quen người phụ nữ đó à? Không quen. Chỉ là anh sợ người phụ nữ đó thường xuyên nhận nhầm anh và Cố tổng. Lần trước bởi vì cãi nhau với Cố tổng, nhầm anh là Cố tổng đánh anh một trận. Vẫn nên tránh xa chút. Em ấy à, sau này gặp cô ta thì cách xa một chút. Hóa ra là như vậy. Vậy Cố tổng tốt danh là đúng rồi. Đúng rồi. Anh tìm em có việc gì? Anh muốn giải thích với em về tửu lượng của anh. Thực ra anh nghìn chén không say đó. Được rồi, nghìn chén không say. Em không tin. Chúng ta đi nghiệm chứng. Cố Tâm ca ca, anh định đưa cô ta đi đâu vậy? Cố tổng, anh có muốn đưa cô ấy đi khám bác sĩ không thế? Cô... người của tôi mà cô cũng dám đánh sao? Cố Tâm ca ca, anh vẫn còn bảo vệ cô ta. Em mới ra nước ngoài có một năm, anh đã tìm người phụ nữ này để làm em ghen. Anh có muốn tìm thì cũng tìm người ra hồn chút chứ. Đúng rồi, cô đừng tự mình đa tình nữa. Giữa cô và tôi không có gì hết. Tôi cũng không cần làm cô ghen. Hơn nữa, cô ấy là vợ tôi, cô tôn trọng một chút đi. Chồng à, sao mọi người nói chuyện mông lung quá vậy? Cố tổng không phải ở bên đó sao? Sao cô ta vẫn nhận nhầm? Cố tổng? Cố Tầm, em còn tưởng anh thật sự yêu nha đầu nghèo này. Hóa ra anh cũng chỉ chơi đùa với cô ta thôi. Cô có ý gì? Chút nữa anh sẽ giải thích cho em. Đừng nghe cô ta. Em nói bừa. Cố Tầm, anh mới là người nói dối đó. Cái trò công tử nhà giàu yêu cô gái nghèo chỉ có trên tivi thôi. Tôi khuyên cô nhìn rõ hiện thực đi. Cố Tầm là đủ rồi. Muốn em ngậm miệng cũng được, trừ khi anh nói chuyện riêng với em. Được.
Hình như họ có chuyện gì đó giấu mình. Thôi, vẫn là đợi Cố Tâm Tử nói. Từ Nghệ Đồng, nhà họ Cố và nhà họ Từ sẽ không liên hôn. Giờ tôi đã có vợ, tôi rất yêu cô ấy. Cố Tầm, anh có biết bao nhiêu người dòm ngó vị trí Cố phu nhân không? Em chỉ cần để tin tức lộ ra để mọi người biết rằng Cố phu nhân chỉ là một nha đầu nghèo. Anh nói bọn họ sẽ làm gì? Cô dám động đến vợ của tôi, đừng trách tôi không khách khí đó. Em chỉ có một yêu cầu, đồng ý với em thì em sẽ giấu giúp anh. Cô nói đi, một tuần sau đến tham gia tiệc sinh nhật của em. Được. Chồng à, có phải anh có chuyện gì giấu em không? Thật ra anh... Cái gì? Thật ra là anh là Tiểu Cố. Đất đai ở nước ngoài gặp sự cố rồi, tôi phải đi tận nơi. Cậu cũng phải đi đó. Được. Vợ à, đợi anh về sẽ kể em nghe tất cả. Tiểu Hương à, vừa nhận một đơn hàng, khách hàng yêu cầu em thiết kế một chiếc áo khoác theo phong cách shipper. Tiền đặt cọc đã lên đến 200 vạn rồi. Có số điện thoại của khách hàng không? Tôi cần trao đổi với họ về các chi tiết liên quan đến trang phục. Không cần trao đổi đâu. Yêu cầu duy nhất của khách hàng là phải hoàn toàn thể hiện phong cách lang thang. Không cần phải có cảm giác thiết kế gì cả. Phải chân thật, cảm giác nghèo khó, gần gũi với cuộc sống. Yêu cầu gì thế này chứ? Cứ làm theo yêu cầu của khách là được rồi. Mặc dù Cố Tổng bình thường rất quan tâm đến Khương Vãn Vũ, nhưng Từ Tiểu Thư không chỉ là tiểu thư nhà Từ, còn là đối tượng liên hôn của Cố Tổng. Đứng về phía Từ Tiểu Thư mới là đúng đấy. Quản lý Tô, đồ tôi làm xong rồi. Tôi gửi địa chỉ cho cô tự mình đem qua đó đi. Từ Tiểu Thư, mọi chuyện đã xong rồi. Đồng Đồng đúng là đại tiểu thư nhà Từ, quý cô số 1 ở Hàng Thành. Tiệc sinh nhật tổ chức hoành tráng như vậy, thật hiếm thấy trong giới chúng ta. Là điều hiển nhiên thôi mà. Mấy cô không biết sao, vị hôn phu của Đồng Đồng là tổng giám đốc tập đoàn Long Vũ đấy. Nghe nói lần này anh ấy cũng sẽ đến. Nhưng mà Cố Tổng chẳng phải luôn từ chối tham gia các bữa tiệc kiểu này sao hả? Đồng Đồng là vợ chưa cưới của anh ấy. Cố Tổng sẽ đến thôi. Cô nói xem đúng không Đồng Đồng? Đúng thế, Cố Tầm sẽ đến. Đúng rồi, đồ tôi bảo các cô chuẩn bị. Đã chuẩn bị xong chưa? Đồng Đồng yên tâm, chuẩn bị xong rồi. Đồ cũ thực sự dễ hư mà. May mà mình còn biết sửa. Cuối cùng cũng sửa xong rồi. Ghê quá, sao lại có mùi hôi thế này? Người bẩn như vậy vừa mới ra từ cống rãnh à? Mấy ngày không tắm rồi, hôi rình vậy. Tôi như sắp ói cơm tối rồi đây nè. Là các cô đặt đúng không? Tôi để ở đây. Đứng lại. Tôi còn chưa thấy đồ mà cô đã định đi à? Sao vậy? Muốn đập bản hiệu của thiết kế Phùng Tinh sao? Cô muốn thế nào? Lấy đồ ra đi. Trong vòng nửa tháng, nếu đồ có vấn đề, có thể liên hệ với Phùng Tinh. Mặc vào. Đứng đờ ra làm gì? Tôi bảo cô mặc đồ vào cho tôi xem. Cô không mặc lên, tôi làm sao biết được thiết kế của cái áo này có ổn không?
Sao? Không muốn thế à? Lẽ nào cô không hài lòng với đồ mà mình thiết kế hả? Đẹp thật đấy. Quay một vòng 360 độ đi. Để tôi xem chi tiết. Cô đúng là có chút tài năng thiết kế đấy. Mặc cái này vào trông như một kẻ ăn xin vậy đó. Đúng là thể hiện được sự nghèo khổ của cô. Cái mùi này, cái dáng này, nói quấy đến xin tiền tôi cũng chẳng nghi ngờ đâu đó. Chỗ tiền này cũng đủ cho cô sống một tháng rồi. Cũng chẳng cần cô làm gì cả, quỳ xuống lại mấy cái là được rồi. Các cô đủ rồi đó. Tôi không có hứng đùa với các cô nữa. Muốn đi đâu vậy? Đồng đồng chuẩn bị quà cho cô còn chưa thấy. Cái kim này là tôi chuẩn bị riêng cho cô đó. Chi bằng tôi luyện tay giúp cô trước. Giữ cô ta lại. Cô nói xem, tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Nhìn cái kim này đi, có sắc không đây? Mau dừng tay, tôi báo cảnh sát đó. Nghe nói ngón tay nối liền với trái tim, chi bằng chúng ta bắt đầu từ tay nhé. Tôi chỉ giúp cô thải độc xả máu thôi mà, cô phải cảm ơn tôi chứ. Dừng lại đi, thật là ồn ào. Yên tĩnh hơn nhiều rồi đó. Xin lỗi, vừa cô thực sự bẩn quá. Để tôi giúp cô rửa nhé. Nhìn tối này, nhìn bên này, quay ở đây. Giám đốc Long Vũ đến. Cố Tâm ca ca, giới thiệu với mọi người, đây là chồng chưa cưới của tôi, tổng giám đốc Long Vũ, Cố Tầm. Nói linh tinh cái gì vậy? Anh là tổng giám đốc Long Vũ. Tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng 5.000, không nhà không xe. Số tiền này đều là kiếm được qua con đường hợp pháp. Là tôi tìm Cố tổng ứng trước nên mới từ tài khoản Long Vũ. Giả đó, đều là giả thôi. Mẹ anh bình thường thích xem phim ngắn, thích học theo. Vợ à, sao em lại ở đây? Sao? Tôi không thể ở đây sao? Anh không có ý đó. Đừng động vào tôi. Hóa ra tất cả đều có thể lý giải được. Tôi thật ngốc khi tin vào anh đó. Đồ lừa đảo. Nghe anh giải thích, lần này anh đi công tác là để tham gia một cuộc họp bí mật. Vừa về là muốn liên lạc với em, nhưng em không bắt máy. Anh về chỉ muốn nói với em rằng chúng ta kết hôn được nửa năm rồi. Nửa năm qua anh đã có bao nhiêu cơ hội để nói điều này với tôi, nhưng anh không muốn. Giờ anh nói là anh muốn nói với tôi sao? Anh nghĩ tôi sẽ tin à? Khương Vạn Vũ, cô thực sự nghĩ mình quan trọng vậy sao? Nhìn lại mình đi. Cô chẳng qua là món đồ chơi của những kẻ quyền quý thôi. Cố Tầm ca ca đâu cần giải thích cho cô. Đúng vậy. Cô không bật camera lên nhìn xem mình giờ trông như thế nào, giữ trong nhà để trừ tà còn được đó. Đúng vậy. Từ đầu đến chân không bằng sợi tóc của chị Đồng Đồng. Tư cách gì làm cố phu nhân? Ai còn dám nói thêm câu nào, tôi sẽ khiến họ không thể nói được nữa. Vạn Vũ, anh đưa em đi. Tôi nói đừng động vào tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến trèo cao. Tôi chỉ muốn tìm một người sống cuộc sống đơn giản. Còn anh thì sao? Từ ngày đầu chúng ta gặp nhau, anh đã lừa tôi rồi. Anh đang lo lắng điều gì? Lo tôi muốn tiền của anh đúng không? Anh, tôi biết rồi. Người giàu các anh luôn toan tính mọi thứ, mục đích chỉ có một, danh và lợi, hai chữ đó thôi mà. Nhưng tôi, Khương Vạn Vũ,
Tôi chỉ muốn kiếm tiền bằng đôi tay của mình. Không lẽ tôi không xứng có một tình yêu chân thành, một tình cảm thuần khiết sao? Không phải vậy đâu anh. Tôi tưởng là mình cuối cùng cũng tìm được một tình cảm tương hợp. Nhưng giờ đây, đột nhiên tôi nhận ra, hóa ra nửa năm qua tôi chỉ sống trong sự lừa dối. Thực ra tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn chọn tin tưởng anh. Là do tôi đã nghĩ quá nhiều. Anh biết không, con người cũng giống như cây bồ đề. Khi trong lòng đã trống rỗng, cây vẫn đứng vững. Mọi người vẫn nghĩ rằng mùa xuân tới cây sẽ nảy mầm, nhưng thực ra nó đã chết từ mùa đông trước rồi. Cố Tầm, chúng ta ly hôn đi. Anh không đồng ý. Em là người phụ nữ duy nhất mà anh tin tưởng. Đủ rồi, đừng giả vờ thêm nữa. Nửa năm qua tôi đã nhìn đủ rồi. Cố Tầm ca ca, chẳng cần phải vì cô ta mà đau lòng nữa. Em vẫn luôn đợi anh đây. Cút đi. Cho dù vợ tôi không cần tôi cũng chẳng cần cô đâu. Cố Tầm, vợ à, em dừng đi, anh có chuyện muốn nói. Sao? Giả nghèo chưa đủ chán hả? Anh muốn nói thật với em lâu rồi. Chỉ là khi biết cha mẹ em vì bị lừa dối mà qua đời, em căm ghét sự lừa dối, anh lại không dám mở lời, sợ mất em. Vậy thì sao? Cho nên anh định giấu tôi suốt đời sao? Không phải, hôm đó anh thực sự định nói với em, chỉ là đột nhiên phải đi công tác. Thành thật à? Anh còn nhớ hôm đó anh nói từ Nghệ Đồng nhận nhầm người. Anh thực sự muốn thẳng thắn với tôi sao? Hay là anh chỉ thấy thú vị khi đùa giỡn tôi? Hay là anh thấy vui khi nhìn tôi tiết kiệm từng đồng? Có phải là đối với anh rất thú vị không? Không phải như vậy vợ yêu à. Trái tim anh là của em, làm sao anh có thể để em tổn thương được chứ? Là lỗi của anh, làm gì cũng sai. Anh chẳng thể hiểu được người nghèo chúng tôi. Chúng ta không phải người cùng một thế giới. Anh buông tay đi. Không ngờ Cố Tổng thực sự yêu con nhà đầu đó. Đúng vậy, xem ra Cố Tổng thực sự rất yêu cái đội nhà quê đó. Cô không sao chứ? Cút ra. Tôi không cần các người ở đây. Khương Vạn Vũ, đợi đó cho tôi. Lý Tâm Vi đúng không? Tôi là Từ Nghệ Đồng đây. Làm theo lời cô đi. Tôi muốn Khương Vạn Vũ chết không có chỗ chôn thân. Đồ lừa đảo. Vạn Vũ chưa về sao? Mau tìm tung tích của phu nhân. Đây là đâu? Khương Vạn Vũ, cô vẫn rơi vào tay của tôi rồi. Cô muốn làm gì? Vốn dĩ tôi định làm cho cô thoải mái một chút, giờ tôi đã hối hận rồi. Sáng sớm mai là buổi phát trực tiếp lễ cưới hai nhà Cố Từ. Tôi muốn cô xem cho kỹ Cố Tầm trở thành chồng của người khác. Con bé này trông thật là da dẻ mịn màng thật đấy. Tôi hơi không kiềm chế được rồi. Các người đang phạm tội đấy. Phạm tội? Nếu không phải vì cô, làm sao tôi có thể đi đến ngày hôm nay? Cô cứ đợi đấy. Cố Tổng, sao rồi? Đã cử tất cả vệ sĩ đi tìm ở những nơi phu nhân từng đến. Hiện giờ vẫn chưa có tin tức. Phòng kỹ thuật cũng đang tìm. Vì điện thoại của phu nhân bị vứt ở ngoài ô rồi, cho nên dù sao đi nữa nhất định phải tìm ra tung tích của phu nhân. Vâng.
đang tìm Khương Vạn Vũ đúng không? Khương Vạn Vũ hiện giờ đang ở trong tay tôi. Nếu không muốn cô ta gặp chuyện, hãy tổ chức họp báo ngay lập tức, liên hôn với tôi. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Cậu không sợ tôi khiến nhà Từ tán gia bại sản sao? Anh sẽ đồng ý thôi. Dù sao Khương Vạn Vũ vẫn đang ở trong tay tôi mà. Tôi đồng ý liên hôn, nhưng Khương Vạn Vũ phải không tổn thương chút nào. Điều tra tất cả cuộc gọi gần đây của Từ Nghệ Đồng, có bất thường thì báo ngay. Vâng. Từ tiểu thư đến rồi. Từ tiểu thư và Cố tổng đúng là đẹp đôi mà. Hàng thành chúng ta chắc chắn sẽ tổ chức một đám cưới chấn động. Lúc đó hoan nghênh mọi người đến tham dự hôn lễ của chúng tôi. Là trợ lý của Cố tổng đến rồi. Trực tiếp phát sóng 10 giờ tin tức từ Hàng Thành, tỷ phú Hàng Thành công bố kết hôn. Cũng gần đủ rồi chứ. Tôi sẽ vừa làm, vừa để cô ta xem chồng cô và người phụ nữ khác liên hôn. Cứu tôi, tôi sẽ làm cho cô thoải mái mà. Anh đến rồi. Em tưởng là không có ai tới cứu mình. Ngốc à, cho dù em ở đâu, anh cũng sẽ tới mà. Các người muốn làm gì? Từ tiểu thư, cô là nghi phạm trong vụ bắt cóc. Có chuyện gì, chúng ta lên tòa nói tiếp đi. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Cô ta bị bắt rồi. Ừ, em yên tâm, bọn họ sẽ bị nhốt hết vào đồn. Sau này sẽ không còn ai làm tổn thương em nữa. Anh không liên hôn với cô ta nữa à? Vợ ngốc. Ngoài em ra, anh không cần ai hết. Trước đây là anh không đúng. Anh cứ nghĩ nói cho em, sợ em biết được sự thật sẽ rời xa anh. Thật ra những ngày đó anh cũng lo lắng lắm. Bây giờ tốt rồi, em biết thân phận thật của anh. Cho dù em không chấp nhận, anh cũng sẽ theo đuổi em từ đầu, khiến em chấp nhận. Vì sao? Anh sẽ không để ai làm hại em cả. Em cũng đừng rời xa anh. Có được không?